Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 81. Ngay khi nhận được máu của Diệp Bắc Minh, thần hồn của Băng Phách lập tức khôi phục. Tuy rằng cô ta mượn cơ thể của Thẩm Nại Tuyết nhưng cảm xúc của hai người là khác biệt hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cô ta được đàn ông hôn. Thần hồn của Băng Phách không nhịn được mà phát run, nhóc con, cậu buông ran. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ cười gượng nói, tôi cũng muốn buông cô ra nhưng mà chính cô chạy tới mài. Cậu! Băng Phách khóc không ra nước mắt. Tuy cô ta đang khống chế cơ thể này, nhưng lại không thể nào khống chế được sự ảnh hưởng của Long Huyết. Tứ chi ôm chặt Diệp Bắc Minh cũng không phải điều cô ta khống chế được. Diệp Bắc Minh, cậu chờ đó cho tôi. Băng Phách quát khả, khí tức biến mất. Đôi mắt Thẩm Nại Tuyết khế rung động, dần dần khôi phục lại. Tôi, cậu Diệp, tôi, có chuyện gì thế này? Diệp Bắc Minh giải thích mọi chuyện một lần rồi bổ sung thêm một câu, sự ảnh hưởng của Long Huyết với cô còn chưa biến mất, cô còn cần một phần máu đầu lưỡi của tôi. Mặt Thẩm Nại Tuyết đỏ bừng. Sau khi do dự một lát, cô ta nhắm mắt lại. Mí mắt nhẹ run, cậu Diệp, anh bắt đầu đi. Diệp Bắc Minh cúi xuống. Đưa máu của mình vào miệng Thẩm Nại Tuyết. Hai người tách nhau ra ngay. Cơ thể mềm mại của Thẩm Nại Tuyết vẫn còn hơi run nhưng đã khôi phục phần nào. Tứ chỉ mềm nhũ trượt xuống từ người Diệp Bắc Minh. Anh kịp phản xạ ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Thẩm Nại Tuyết rồi nhẹ nhàng đặt cô ta xuống đất. Cảm ơn cậu Diệp. Thẩm Nại Tuyết cúi đầu cảm ơn bằng giọng lý nhí chỉ kiến mới nghe thấy. Cô ta đợi cả buổi mà vẫn không thấy Diệp Bắc Minh trả lời. Thế là bèn ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Bắc Minh đang ở bên cạnh hai vị sư tỷ của anh. Đôi mắt Thẩm Nại Tuyết thoáng hiện lên sự mất mát. Lúc này, giọng Diệp Bắc Minh vang lên, cô Thẩm, phiền cô gọi tiền bối Băng Phách lên đây. Tôi đã có được Long Tủy rồi nhưng phải làm sao để cứu người đây? Vâng, Thẩm Nại Tuyết không kịp nghĩ nhiều. Cô ta nhắm mắt liên lạc với thần hồn của Băng Phách. Một lát sau, cả hai đã liên lạc xong. Thẩm Nại Tuyết khó hiểu nói, cậu Diệp, lão tổ bảo rằng không muốn gặp lại anh. Diệp Bắc Minh nhướng mày, vậy sư tỷ của tôi làm sao giờ? Thẩm Nại Tuyết vội vàng giải thích, lão tổ đã nói cho tôi cách để sử dụng Long Tủy như thế nào rồi. Sử dụng thế nào? Diệp Bắc Minh vội hỏi. Thẩm Nại Tuyết đáp, đầu tiên là dùng Long Huyết vẽ một dẫn hồn trận, cho hai vị sư tỷ của anh biết cơ thể của mình chưa chết. Thứ hai là dùng Long Tủy làm vật dẫn gọi thần hồn của hai vị sư tỷ về. Chỉ cần cơ thể và thần hồn sinh ra mối liên hệ thì cơ thể sẽ giống như đang ngủ, không còn thối rữa nữa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lay động, nhanh chóng suy nghĩ. Cô Thẩm, phiền cô vẽ giúp tôi dẫn hồn trận kia. Tôi sẽ thi triển chiêu hồn. Được, Thẩm Nại Tuyết gật đầu. Cô ta nhanh chóng bước lên, lấy ra một cây bút ngọc. Cô ta nhúng cây bút vào Long Huyết rồi vẽ dẫn hồn trận trên mặt đất theo sự hướng dẫn của Băng Phách. Cậu Diệp, đưa hai vị sư tỷ của anh vào dẫn hồn trận. Diệp Bắc Minh ôm Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ đặt vào dẫn hồn trận. Thẩm Nại Tuyết cắn răng, lấy dao cắt lòng bàn tay của mình. Cô ta nhỏ máu của mình tưới vào dẫn hồn trận. Diệp Bắc Minh sửng sốt, vừa rồi Thẩm Nại Tuyết chưa nói đến bước này. Không đợi anh nghĩ nhiều. Thẩm Nại Tuyết đã gọi khẽ cậu Diệp, sẵn sàng đặt Long Tủy vào trận pháp. Được, Diệp Bắc Minh nghe theo để Long Tủy vào dẫn hồn trận. Sau đó, cả hang động cuồn cuộn gió dữ. Huyết quang sáng đầy trời, đủ loại phù văn đỏ thắm nhảy múa giữa không trung. Keng két, tiếng nứt vang lên. Không gian bị xé ra một lỗ hổng, lộ ra không gian tối đen như mực. Hai hư ảnh thần hồn lao nhanh ra từ trong đó. Đấy chính là thần hồn của Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ. Diệp Bắc Minh thở gấp, kích động kêu lên, thập sư tỷ, bát sư tỷ. Hai thần hồn sửng sốt, sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đôi mắt vốn u ám ấy bỗng bừng sáng, tiểu sư đệ. May quá, bọn chị còn tưởng rằng sẽ không còn gặp được em nữa. Hai vị sư tỷ ơi, thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu cải. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Anh cũng rất muốn hàn huyên nhiều chuyện với hai vị sư tỷ lắm. Nhưng thời gian không đợi người, hai chị giờ đang ở đâu? Tình hình của bảy vị sư tỷ khác thế nào rồi? Vương Như Yên vội đáp, tiểu sư đệ, chúng ta đều bị chủ luân hồi đưa đến U Minh giới. Quả nhiên là U Minh giới. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy sự đăm chiêu. Giọng Lục Tuyết Kỳ vang lên, tiểu sư đệ,
em hay nghe chị nói. Ngoại trừ đại sư tỷ thì 9 người chúng ta đều là thể xác luân hồi của Đông Phương Xá Nguyệt. Trong bụng Đông Phương Xá Nguyệt có con của em, chủ luân hồi chuẩn bị huyết tế 10 người chúng ta. Để con em sinh ra ở U Minh giới, bày ra âm mưu còn lớn hơn nữa. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, mẹ kiếp, chết tiệt. Bát sư tỷ, em phải làm sao mới cứu được bọn chị? Lục Tuyết Kỳ vừa định trả lời. Khe nứt không gian đằng sau bỗng lao ra một cái bàn tay o tướng tóm lấy thần hồn của hai người kéo ra sau. Cậu dám vượt qua làn danh sinh tử mà thi triển thuật chiêu hồn, dám khinh nhờn phép tắc của cõi U Minh. Nhân loại, sau khi cậu chết sẽ chịu sự nguyên rủa trọn đời không được siêu sinh. Cút mẹ nó đi, để sư tỷ của tôi ở lại. Diệp Bắc Minh quát to. Anh lấy kiếm càn khôn chấn ngục ra rồi điên cuồng chém tới. Nhân loại đần độn, không biết tự lượng sức mình. Không gian đen ngòm kia vang vọng tiếng gầm nhẹ. Bàn tay to màu đen kia chuyển hướng sang Diệp Bắc Minh. Rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian xung quanh đổ sụp. Bàn tay to kia run rẩy, máu tươi màu tím trào ra. Á, trên thanh kiếm này có sức mạnh thí thần cậu. Không gian màu đen kia kinh hãi hét lên. Bàn tay to ấy nhanh chóng bắt Phương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ rồi biến mất. Diệp Bắc Minh xông lên, điên cuồng chém ra hơn 10 kiếm, sư tỷ. Cả hang động run rẩy kịch liệt như tận thế giáng xuống. Đợi đến khi tất cả lặng yên, cả hang động đã ngổn ngang. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hướng không gian màu đen kia vừa xuất hiện, sư tỷ, đợi em. U Minh giới. Anh nghiến răng ken két. Cậu Diệp, vết ban trên xác chết đã biến mất rồi. Sau lưng anh vang lên giọng nói đầy mừng rỡ của Thẩm Nại Tuyết, ái tim các cô ấy đập rồi. Diệp Bắc Minh nhanh chóng chạy lại. Quả nhiên, Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ có tiếng tim đập và có cả mạch đập nữa. May quái. Diệp Bắc Minh vui mừng. Cơ thể của hai vị sư tỷ đã có phản ứng, điều đó đủ chứng minh rằng cơ thể và thần hồn của các cô ấy đã liên hệ với nhau. Diệp Bắc Minh đưa hai vị sư tỷ về lại di tích Côn Luân hư thượng cổ, song anh nhìn sang Thẩm Nại Tuyết, cô Thẩm, tôi còn có việc, xin cáo từ trước. Dứt lời, anh xoay người bước ra ngoài cấm địa. Cậu Diệp, Thẩm Nại Tuyết gọi với theo như Diệp Bắc Minh vẫn rời đi không hề ngoảnh đầu lại. Ánh mắt cô gái tràn ngập sự mất mát, sau đó, phụt, cơ thể Thẩm Nại Tuyết run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta yếu ớt ngã ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên, trong đầu Thẩm Nại Tuyết vang lên giọng nói của băng phách, tôi đã nói cô rồi, chiêu hồn cần trả giá rất lớn. Sao cô lại không nói cho Diệp Bắc Minh biết cô vừa thiêu đốt một hồn một phách trong 3 hồn 7 phách của mình chứ? Thẩm Nại Tuyết mỉm cười hỏi, tại sao phải nói? Cô, băng phách sửng sốt, lẽ nào cô yêu thằng nhóc đó rồi? Thẩm Nại Tuyết cắn bờ môi đỏ mọng, hít sâu rồi nói, bên cạnh cậu Diệp có vô số hồng nhan chi kỷ, tôi có là cái gì đâu chứ? Anh ấy cứu tôi 2 lần, tôi hy sinh một hồn một phách cho anh ấy thì có là bao? Cô hy sinh cho thằng nhóc kia biết bao nhiêu mà cậu ta lại chẳng biết gì. Băng phách hừ nói, phụ nữ chìm đắm trong tình yêu ngu ngốc vậy đấy. Sau khi rời khỏi băng cực cung, Diệp Bắc Minh đi theo tấm bản đồ Mạc Phong Hành đưa cho mình. Anh đi thẳng đến nhà họ Mạc. Khi Diệp Bắc Minh chạy tới nhà họ Mạc đã kinh hãi trước khung cảnh trước mắt. Theo như lời Mạc Phong Hành, nhà họ Mạc ẩn sâu trong một sơn cốc long mạch. Lúc này, sơn cốc đằng trước đã đổ nát, long mạch bị chém thành mấy đoạn. Cả nhà họ Mạc la liệt xác chết, nơi nơi đều là những thi thể bị tàn phá không nguyên vẹn. Máu chảy thành sông, chuyện gì thế này? Diệp Bắc Minh sửng sốt nói, tiểu tháp, tìm kiếm nơi Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình mất tích. Được, thần niệm của tháp càn khôn chấn ngục lan ra ngoài như sóng biển cuồn cuộn. Sau mấy giây, tháp càn khôn chấn ngục cho kết quả, nhóc nè, hai người bọn họ không có trong đống xác chết đó ý. Tung tích nơi bọn họ mất tích thì sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày hỏi. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, khí tức của bọn họ đã biến mất, chắc hẳn đã bị gì đó che kín. Nhà họ Mạc bị sát hại, nơi đây lại không có khí tức của bọn họ, chắc vẫn còn sống. Diệp Bắc Minh nhíu chặt mày. Trăm mối nghỉ vấn không một lời giải, anh mới rời đi mấy ngày ngắn ngủi. Vậy mà nhà họ Mạc đã bị người khác huyết tẩy, rốt cuộc là ai chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bỗng nhiên,
Trong đầu Diệp Bắc Minh hiện lên một ý tưởng, lẽ nào là nhà họ Phó? Nhà họ Phó hả? Cậu nói đám người gặp được trong sơn cốc ngày ấy à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi. Diệp Bắc Minh đăm chiêu gật đầu, chỉ là phỏng đoán mà thôi, bây giờ chỗ này không một ai sống sót. Chết không bằng chứng, sau này nói tiếp. Anh lắc đầu. Lúc này, nhãn chứa vật lóe sáng. Diệp Bắc Minh niệm suy nghĩ, trong miếng ngọc bội phát ra một giọng nói, chồng ơi, anh bảo em giám sát thật kỹ bọn Dư Thiên Trung và Dư Lãng ấy. Hai ngày gần đây bọn họ có hành động. Anh sẽ về ngay. Diệp Bắc Minh híp mắt, vội vàng chạy về học viện viễn cổ. Chu Nhược Giai và Lê Mộng Ly đã chờ suốt mấy ngày. Khi thấy Diệp Bắc Minh trở về, Chu Nhược Giai bổ nhào vào lòng anh, chồng ơi. Lê Mộng Ly đứng một bên lòng đầy chua chát. Hai người quyến luyến ôm ấp nhau một hồi lâu rồi mới nuối tiếc buông nhau ra, Nhược Giai, có chuyện gì? Chu Nhược Giai nghiêm mặt đáp, mấy ngày trước bọn họ không có hành động gì, nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, Dư Thiên Trung nhiều lần một mình ra vào một nơi gọi là Huyền Các. Huyền Các ư? Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Bắc Minh nghe tới cái tên này. Lê Mộng Ly chủ động giải thích, nơi này rất bí ẩn, chỉ cần huyền giới có đồ vật gì đó. Cho dù là công pháp, đan dược, binh khí hay thiên tài địa bảo. Chỉ cần anh đưa ra cái giá đủ thì bọn họ đều có thể giúp anh đạt được. Lại nhắc tới chủ nhân của Huyền Các, nghe đâu hình như cũng họ Diệp. Nói xong, Lê Mộng Ly liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta đoán liệu có thể nào Diệp Bắc Minh có quan hệ gì đó với Huyền Các. Dù sao, người yêu nghiệt giống Diệp Bắc Minh quá hiếm hoi. Diệp Bắc Minh đoán ngay suy nghĩ của cô ta, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không có quan hệ gì với Huyền Các. Trong đời của tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới thế lực này. Lê Mộng Ly không nghĩ ngợi nữa, dù sao Diệp Bắc Minh không cần lừa gạt cô ta. À phải rồi, bọn Dư Thiên Trung đến Huyền Các làm gì, Diệp Bắc Minh hỏi. Lê Mộng Ly đáp, tối nay, Huyền Các cử hành một buổi đấu giá, rất có thể Dư Thiên Trung cảm thấy hứng thú với thứ gì đó trong buổi đấu giá. Có danh sách vật phẩm của buổi đấu giá không, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Lê Mộng Ly lắc đầu, chúng tôi nào có tư cách có được những thứ như vậy chứ, chỉ có những người như viện trưởng mới có được danh sách vật bán đấu giá mà thôi. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, đi, chúng ta đến Huyền Các. Lối vào Huyền Các. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ buổi đấu giá bắt đầu, lối vào tấp nập người ra kẻ vào. Mọi người đều nhón gót chân đứng dướn người lên, trong đó chỉ có một người thanh niên vô cùng đặc biệt. Trong phạm vi chắm trượng quanh người nọ lại không một bóng người. Mọi người thà chen chúc nhón chân đứng sát một chỗ cũng không dám vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi xuyên qua đám người, đến trước mặt Phó Long Đình, công tử. Toàn bộ người nhà họ Mạc chạy trốn đã bị giết chết. Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình đã mang về gia tộc, bọn họ cực kỳ mạnh miệng, không khai ai là người giết tiểu công tử. Về phần người thanh niên kia, tạm thời vẫn chưa tìm ra. Phó Long Đình mở mắt ra, một đám ăn hại, tìm một người cũng không tìm thấy. Gia tộc nuôi các người suốt bao nhiêu năm làm cái gì không biết. Công tử, người đàn ông trung niên sợ hãi quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy như một con chim cút, xin ngài cho tôi thêm thời gian 3 ngày, tôi nhất định sẽ tìm được Thăng Kiều. Không cần. Phó Long Đình lắc đầu. Dạ. Con người người đàn ông trung niên co rụt lại. Ông ta chết chắc rồi. Nhưng điều bất ngờ là, Phó Long Đình lại nhìn về một hướng, cậu ta đã tới. Hai mắt đăm đăm, một người trẻ tuổi chậm rãi đi tới từ trong đám người. Chu Nhược Gia nhíu mày, nhiều người như vậy. Một chỗ đặt chân cũng không có. Diệp Bắc Minh cười nhạt, bên kia có miếng đất trống, chúng ta đến đó đi. Lê Mộng Ly nhìn thoáng qua, đôi mắt đẹp co rụt lại, cậu Diệp, đừng, đó là... Không đợi Lê Mộng Ly nói xong một câu. Diệp Bắc Minh đã kéo tay Chu Nhược Giai đi về phía đất trống rộng 100 mét kiều. Hiện trường vốn náo nhiệt chợt yên tĩnh. Một giây sau, khắp nơi oanh động. Thằng này là ai? Điên rồi sao? Trong vòng 100 mét quanh Phó Long Đình, không có anh A cho phép, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Đã từng có người không cẩn thận đi tới 100 mét gần Phó Long Đình, cuối cùng bị diệt tộc. Giờ phút này, vẻ mặt của ai ai cũng nghiêm lại. Rất nhiều người đồng tình nhìn Diệp Bắc Minh. Giọng nói của Phó Long Đình vang lên, tên kia, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu. Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn Phó Long Đình, tôi quen biết anh sao?
Hít hà, con mẹ nói. Hàng loạt tiếng hít ngược khí lạnh vang lên, sao cậu ta dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Phó Long Đình? Lê Mộng Ly đứng ở trong đám người, không lo lắng được nhiều như vậy. Nuốt nước miếng, Lê Mộng Ly xông ra khỏi đám người, đi đến bên cạnh Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai. Cậu Diệp, Xuyệt. Đến lúc trông thấy, thân thể Lê Mộng Ly hơi hơi run rẩy. Giọng nói của Lê Mộng Ly cũng run run theo, đây là Phó Long Đình của nhà họ Phó, hạng nhất huyền bảng. Năm nay chưa đến 50 tuổi, nhưng nghe nói đã là cảnh giới đế tôn. Nhà họ Phó. Đôi mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, rơi xuống trên người Phó Long Đình. Anh lạnh giọng chất vấn, chuyện nhà họ Mặc là do các người làm. Phó Long Đình đầy nghiền ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh, xem ra cậu đã đi qua nhà họ Mặc, miệng của hai ông cháu kia. Rất cứng. Đến bây giờ vẫn không nói ra ai giết em trai tôi, xem ra chỉ có thể xuống tay từ cậu. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, không cần hỏi, Phó Tiểu Long là tôi giết. Cậu nói cái gì? Phó Long Đình sững sờ, không kịp phản ứng lại. Người trước mắt mới cảnh giới động hư sơ kỳ. Dù em trai anh ta là rác rưởi, thực lực cũng ở phía trên cảnh giới hư thần. Đừng nói đến việc còn có hai cảnh giới đế bảo vệ. Sao có thể chết trong tay một tên cảnh giới động hư sơ kỳ? Không có khả năng. Phó Long Đình lắc đầu, với thực lực của cậu thì không thể nào tổn thương đến em trai tôi mảy may, nói ra người sau lưng cậu đi. Vèo. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, bóng dáng lóe lên. Ảnh thuấn. Trong nháy mắt rơi vào trước mặt Phó Long Đình. Gào giống. Một tiếng rồng ngâm long trời lở đất vang lên, Phó Long Đình không hề có cơ hội phản ứng. Một quyền rơi xuống mũi anh ta. Ầm một tiếng cực lớn, Phó Long Đình trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Trời ơi! Đùi đùi, đùi tôi đang nhìn gì vậy? Phó Long Đình bị đánh bay. Toàn trường xôi trào, mọi người ở đây gần như nghẹt thở, hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Lê Mộng Ly há miệng, đang định nói chuyện. Lại duỗi tay ra, gắt gao che miệng nhỏ, không dám lên tiếng. Giờ phút này, chỗ sâu trong huyền các. Một nha hoàn vội vã xông vào trong khuê phòng của một cô gái. Thiếu chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Trước gương trang điểm, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng nõn nà mặc áo ngủ bằng lụa mỏng đang ngồi đó. Thân thể mềm mại tuyệt diệu như ẩn như hiện. Sau lưng, một thiếu nữ khác cầm một chiếc lược ngọc, chậm rãi chải vuốt tóc cho cô ta. Sao vậy? Thiếu nữ không quay đầu, tự nhiên hỏi một câu. Nha hoàn vừa chạy vào giải thích, có người đánh nhau ngoài huyền các. Thiếu nữ lắc đầu, không hề hứng thú, chỉ cần không đánh nhau bên trong huyền các, bọn họ đánh đến trời long đất lở cũng không liên quan đến ta. Nha hoàn do dự nói, nhưng, một người đánh nhau là Phó Long Đình, đệ nhất huyền bảng. Hơn nữa, thêm gì nữa, thiếu nữ hứng thú. Hơn nữa anh ta đang bị đánh, nha hoàn thành thật trả lời. Cái gì, hai mắt thiếu nữ tỏa sáng. Bỗng nhiên quay đầu đứng dậy. Nha hoàn trực tiếp nhìn ngây người, trên ngực trắng tỉnh của thiếu nữ lại có một con huyết long mờ ảo vẽ lên bằng chu sa. Cậu Phó, một lão già của nhà họ Phó hoảng sợ, vội vàng phóng đến một vùng phế tích. Cút, một tiếng tức giận gào thét vang lên, thân thể của ông lão bay ra ngoài. Ầm, hóa thành một đám xương máu nổ tung, trái tim mọi người co rụt lại, thật ác độc. Ngay cả người của mình cũng giết như vậy. Một giây sau, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Một bóng người lao vùn vụt tới phía Diệp Bắc Minh như sao băng. Khát máu, điên tiết, điên cuồng, cậu Diệp cẩn thận, Lê Mộng Ly hô to. Chu Nhược Giai quét mắt nhìn cô ta, yên tâm, chồng tôi sẽ không thua ổ. Nhưng Phó Long Đình là hạng đầu huyền, Lê Mộng Ly còn chưa kịp nói xong một câu. Liền thấy được cảnh tượng khó quên nhất cuộc đời này. Chỉ thấy... Phó Long Đình rơi xuống trước người Diệp Bắc Minh, vừa rồi anh ta bị một quyền đánh bay, lúc này cũng đấm ra một quyền. Gào giống. Thế mà cũng phát ra tiếng rồng ngâm. Diệp Bắc Minh mỉm cười, dùng quyền đối quyền với tôi. Không biết tự lượng sức mình. Một quyền nghênh đón, tiếng răng rắc vang giòn. Ây ai? Phó Long Đình kêu lên thảm thiết, bay ra ngoài như chó chết. Cánh tay phải nổ tung ngay tại chỗ, máu thịt và xương cốt văng tung tóe. Diệp Bắc Minh không định buông tha anh ta, trực tiếp đuổi theo. Anh nhảy lên không trung, hung hăng đạp một chân xuống. Tiếng ầm vang cực lớn truyền tới,
Phó Long Đỉnh bay giữa trời hung hăng nện xuống mặt đất. Mày dám đối xử với tao như vậy? Phó Long Đỉnh phát ra âm thanh tức giận và không dám tin, tao là cháu đích tôn của nhà họ Phó, đệ nhất huyền bảng. Càng là gia chủ nhà họ Phó tương lai, mày dám như vậy? Ồn ào. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, dày hồi lực đạp xuống. Răng đầy miệng Phó Long Đỉnh nổ tung, máu me đầm đìa. Thằng chó đẻ, con mẹ nó mày muốn chết. Phó Long Đỉnh hoàn toàn điên cuồng, trên người lao ra hư ảnh một con kim long, muốn tránh thoát chân Diệp Bắc Minh. Rồng, tôi cũng có. Diệp Bắc Minh cười đầy lạnh lẽo, sau lưng phun ra ma khí ngập trời. 9 con ma long màu đen đồng thời nghiền ép về phía kim long do Phó Long Đỉnh triệu hồi ra, trong nháy mắt xé nát nói. Anh lại dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đạp xuống 4 chân, giẫm nổ tung tứ chi của Phó Long Đỉnh ngay tại chỗ. Này, sao lại như vậy? Lê Mộng Ly dọa sợ, thân thể mềm mại run rẩy. Chu Nhược Giai kiêu ngạo, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Bắc Minh mang theo yêu thương vô hạn. Trời à! Phó Long Đỉnh không những thua, mà chân tay còn bị phế đi. Thằng này là ai, cậu ta điên rồi sao? Sau nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, thay vào đó sự khiếp sợ nồng nặc. Đối xử với Phó Long Đỉnh như vậy, nhà họ Phó có thể buông tha anh sao? Không biết từ lúc nào, phía Huyền Các mở ra một cánh cửa sổ, một đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện. Người này là ai, anh ta lại đánh thăng được Phó Long Đỉnh? Mấy nha hoàn sau lưng thiếu nữ đều lắc đầu. Cậu Phó! Thằng chó đẻ, thả cậu Phó nhà chúng tôi ra. Lúc này, 7-8 lão già mở to hai mắt xông đến, trái tim bị dọa đến gần như nổ tung. Tứ chi Phó Long Đỉnh bị đánh gãy, còn chịu thương nặng như thế. Bọn họ không bảo vệ tốt cho anh ta, sau khi trở về tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại cứu Phó Long Đỉnh, khi trở về có lẽ còn có thể giữ được tính mạng của người nhài. Diệp Bắc Minh liếc nhìn đám lão già này, một tên phế vật mà thôi, tôi có thể không giết anh ta. Dùng mạng của ông cháu nhà họ Mặc để đổi. Những lão già này hơi do dự. Đột nhiên, Phó Long Đỉnh điên cuồng gào lên, đủ. Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay, đồng loạt ra tay cho tao. Giết tên chó đẻ này. Một chân Diệp Bắc Minh giẫm lên nửa gương mặt Phó Long Đỉnh, anh quá lắm mồm. Cậu Phó. Đám lão già nhà họ Phó bị dọa đến vãi cả linh hồn. Hít hà. Người tu võ bên ngoài Huyền Các không ngừng hít ngược khí lạnh, chết lặng nhìn về phía này. Kính sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Kẻ này quá nghịch thiên. Lá gan của mày lớn lắm, thật sự rất lớn. Phó Long Đỉnh dùng chân nguyên phát ra âm thanh, vô cùng oán độc nói, tao rất tò mò, mày rốt cuộc là ai? Diệp Bắc Minh bình tĩnh đáp, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh. Mặt mũi Phó Long Đỉnh tràn đầy nghi hoặc, chưa từng nghe nói qua cái tên này trên huyền bảng. Đột nhiên, trong đầu Phó Long Đỉnh hiện lên một tin tức. Con người nhẹ nhàng co rụt lại, không dám tin tưởng lên tiếng, mày là sát thần Diệp Bắc Minh. Cái tên này Phó Long Đỉnh từng nghe nói qua một hai lần. Nghe nói người này sát phạt quả quyết, thủ đoạn cực kỳ máu tanh. Động một tí liền diệt toàn bộ tông môn người tan. Bất luận tên tuổi Diệp Bắc Minh lớn đến thế nào. Sao Phó Long Đỉnh có thể để vào mắt? Anh ta thấy, tùy tiện một lão già cảnh giới đế của nhà họ Phó đều có thể tiện tay chém giết người này. Anh ta có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, người trước mắt lại chính là sát thần Kiều. Cái gì, cậu ta chính là sát thần Diệp Bắc Minh, lại là cậu ta. Mấy người thiên đạo tông chủ nhân sát minh, tinh khư môn chủ, dã lang bang chủ đều chết dưới tay người này. Còn có 6 vị lão tổ cảnh giới đế của Huyền Thiên Tông cũng chết trong tay sát thần này. Tôi còn tưởng rằng là một lão già, dù gì cũng là một người trung niên đi. Thế mà lại trẻ tuổi như thế. Vô số ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh hi nghi hoặc tò mòi. Càng nhiều chính là kinh ngạc nồng đậm và không thể tưởng tượng nổi. Sau khi biết được thân phận của Diệp Bắc Minh, Phó Long Đỉnh không những không hề sợ hãi. Ngược lại. Khóe miệng anh ta nở nụ cười âm trầm, Diệp Bắc Minh đúng không? Nếu mày không bại lộ thân phận thì có lẽ sẽ hơi khó chơi một chút. Hiện tại tao biết mày là ai, chỉ cần tao muốn. Trong vòng một giờ, tao có thể biết được tất cả tin tức và bí mật của mày. Xuất thân, lai lịch của mày, bao gồm cả bố mẹ, người thân bạn bè thân thiết của mày, tao sẽ biết thông tin về tất cả mọi người. Mày đoán xem, nếu để tao biết bọn chúng.
Con người Diệp Bắc Minh nhíu lại, anh đang uy hiếp tôi. Giờ mày mới biết. Phó Long Đình hỏi ngược lại. Một giây sau, anh ta lập tức hối hận. Diệp Bắc Minh khoát tay, 13 cây kim châm cùng nhau rơi xuống. Chui vào bên trong huyệt đạo của Phó Long Đình, chỉ chớp mắt, cả người Phó Long Đình cong lại ái. Anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng, một đôi tay điên cuồng tự cào bản thân. Trong khoảnh khắc, cả người bị cào đến máu thịt be bét. Đừng, đau quát tao đau quát. Phó Long Đình thê thảm kêu rên, Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày đã làm gì tao? Cậu Phó, 7-8 lão già của nhà họ Phó nhao nhao gầm thét, Diệp Bắc Minh, cậu dám. Diệp Bắc Minh bình tĩnh đáp trả, cơ thể con người có tổng cộng 720 huyệt đạo, bây giờ cậu Phó của các người đang có cảm giác như lên núi đao xuống chảo dầu. 15 phút sau, anh ta sẽ cảm thấy như có chục ngàn con kiến đang gặm cắn máu thịt của anh ta. Lại thêm 15 phút nữa, anh ta sẽ lột da của mình từng chút một. 15 phút cuối cùng, anh ta sẽ bởi vì đau nhức kịch liệt nào muốn ăn sống máu thịt của mình. Nhớ kỹ, các người chỉ có một giờ. Nếu như trong vòng một giờ, tôi không thấy hai ông cháu nhà họ Mạc xuất hiện trước mắt tôi. Phó Long Đình sẽ chết. Nhà họ Phó sẽ bị tiêu diệt. Anh nói ra từng chữ, leng keng có lực. Anh lấy điện thoại di động ra, ấn đồng hồ tính giờ. 8 lão già nhà họ Phó dại ra đứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Những người tu võ khác tại đây thì khiếp sợ không ngậm miệng được. Thằng này rốt cuộc lấy sức mạnh từ đâu ra? Bên trong huyền các, thiếu nữ tuyệt sắc chớp chớp đôi mắt, tên này khá thú vị. Mấy nha hoàn bên cạnh lắc đầu, tiểu thư, loại người này quá ngông cuồng. Thật sự nghĩ rằng bắt lại một Phó Long Đình, nhà họ Phó sẽ bó tay chịu trói sao? Thật sự chọc giận nhà họ Phó, e rằng Diệp Bắc Minh này sẽ chết rất khó xem L. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, các người còn đang chờ cái gì? Chờ chết hả? Còn chưa cút trở về thông báo cho nhà họ Phó. Cậu, 8 lão già nhà họ Phó nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. 4 người trong đó nhanh chóng rời đi, 4 người khác thì phân nhau canh giữ 4 phương 8 hướng quanh Diệp Bắc Minh. 15 phút trôi qua. A, Phó Long Đình thê thảm kêu to, đau quá, đau chết tao rồi, giết tao, mày giết tao đi. Diệp Bắc Minh thở ơi lại qua 15 phút. Phó Long Đình bị hành hạ đến không chịu nổi, vươn tay chộp lấy làn đan. Xoẹt giật xuống một tảng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cậu Phó, đừng tự mình hại mình, một lão già của nhà họ Phó kêu to. Con mắt Phó Long Đình tràn ngập tơ máu, gầm nhẹ như thú dữ, một đám phế vật. Mau tới giết tao. Tao ra lệnh cho mày giết tao, nếu không chỉ cần để tao sống sót, tao cam đoan sẽ giết cả nhà mày. Này! 4 lão già nhà họ Phó không biết làm sao. Bọn họ nào dám ra tay? Dù thật sự dám ra tay, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Bên người thiếu nữ xinh đẹp, một nha hoàn phỉ nhổ, chủ nhân, Diệp Bắc Minh này thật là một con chó độc ác. Thiếu nữ xinh đẹp lại lộ ra biểu cảm thưởng thức, tôi lại cảm thấy anh ta rất có can đảm, dám tra tấn Phó Long Đình trước mặt bao người như vậy. Vậy thì thế nào chứ? Đợi lát nữa nhà họ Phó tới. Anh ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì cũng trễ rồi. Mấy nha hoàn sôi nổi lắc đầu. Các cô ấy rõ ràng lực lượng của nhà họ Phó. Tuyệt đối không phải một Diệp Bắc Minh có thể đối đầu. 15 phút cuối cùng đến. Đau đớn gấp bội. Cả người Phó Long Đình vặn vẹo, từng tấc da thịt trên người đều bị chính anh ta xé xuống. Giờ phút này, Phó Long Đình không thể chịu nổi đau nhức kịch liệt trên thân thể nữa. Anh ta bò đến dưới chân Diệp Bắc Minh, cậu Diệp. Tôi biết sai rồi, cầu xin cậu giết tôi đi. Phó Long Đình đệ nhất huyền bảng. Lúc này lại quỳ xuống muốn được chết. Có thể nghĩ anh ta đang chịu đau nhức kịch liệt nhường nào. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh không biểu cảm, chịu đựng. Mày! Phó Long Đình hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, anh ta căn lấy cánh tay của mình. Cứng rắn giật xuống một mảng máu thịt mơ hồ. Trời à! Mọi người bị dọa sợ, con người co rụt lại. Không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, Đình Nhi, nơi xa truyền đến một tiếng rít gào. Một nha hoàn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha, tiểu thư, người nhà họ Phó đến. Một đám người đàn ông trung niên xông đến, khí chàng mạnh mẽ, người tu võ 4 phía bị ép đến không ngừng lui lại. Tổng cộng hơn 20 người.
một nửa trên cảnh giới đế, một nửa kia là cảnh giới đế tôn. Hai lão già đi sau cùng đám người dùng cặp mắt như rắn độc khóa chặt Diệp Bắc Minh. Bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một kích chí mạng. Thằng chó đẻ, mày thật là ác độc. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của Phó Long Đình, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền run lẩy bẩy, thả con trai tao ra, nếu không Phó Toàn Thịnh tao thề mày sẽ hối hận tất cả những chuyện đã làm ngày hôm nay. Ông cháu nhà họ Mặc đâu? Diệp Bắc Minh nhìn Phó Toàn Thịnh. Phó Toàn Thịnh đè thấp cuống họng, thằng chó đẻ, tất cả chúng tao đều tới. Mày còn muốn hai ông cháu nhà họ Mặc, thả con trai tao ra, bằng không thì. Diệp Bắc Minh đạp một chân xuống. Tiếng răng rắc vang giòn. Đan điền Phó Long Đình lập tức nổ tung. Không. Tâm trạng Phó Toàn Thịnh gần như nổ tung. Gan chó của mày thật là lớn. Mày đúng là ác độc, lại muốn hủy hoại thiên tài của nhà họ Phói. Mày đang làm điều ác đấy. Đám người nhà họ Phó nhảy dựng lên chửi âm ầm. Dù sau này chữa trị đan điền, tư chất của Phó Long Đình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thằng chó đẻ, mày. Phó Toàn Thịnh gần như nghiến nát hàm răng, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Hai mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, tôi không muốn lặp lại lần thứ hêu. Phó Toàn Thịnh không có cách nào, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, dẫn tới. Một lát sau, Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình bị dẫn tới. Sắc mặt hai người trắng bệch, khóe miệng có máu tươi. Mặc dù thân thể chịu tra tấn, may là không có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy được Diệp Bắc Minh, hai người kích động nói, cậu Diệp. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ra hiệu bọn họ đừng nói. Anh nhìn mấy người nhà họ Phó, chỉ có hai chữ thả người. Phó Toàn Thịnh hỡi híp mắt lại, mày thả con tao trước. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ông còn có tư cách nói điều kiện với tôi. Thằng chó đẻ mày đừng có quá đáng. Mấy người đàn ông trung niên giận không kiềm chế được, vén tay áo lên. Phó Toàn Thịnh lắc đầu, con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta như nhỏ máu, được rồi, hôm nay thằng này chắc chắn sẽ phải chết. Tôi sẽ để cậu ta hưởng thụ cực hình thê thảm hơn Đình Nhi gấp trăm ngàn lần. Ông ta vẫy tay, thả người. Sau khi lấy lại tự do, Mạc Phong Hành và Mạc Đình Đình nhanh chóng đi ra sau lưng Diệp Bắc Minh Hy. Bây giờ thả con tao ran, Phó Toàn Thịnh quát khẽ. Phó Long Đình cố nén đau nhức kịch liệt, cực kỳ oán độc nhìn Diệp Bắc Minh, thằng kia, mày sẽ chết rất thê thảm. Tao bảo đảm, thật hả, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua, xin lỗi, quá một giờ rồi. Cái gì, mọi người nhà họ Phó sững sờ. Con người Phó Long Đình co rụt lại, run giọng nói, đừng. Diệp Bắc Minh giơ chân lên, hung hăng đạp xuống đầu Phó Long Đình. Tiếng răng rắc trầm đục vang lên, đầu của Phó Long Đình nổ tung. A, 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 tâm thái của Phó Toàn Thịnh hoàn toàn tan vỡ, gầm nhẹ như thú dữ, giết. Giết, giết, giết tên xúc sinh này cho tao. Ken Đê Dê, đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng chuông vang lên. Huyền các mở ra, phạm vi trăm dặm xung quanh cấm động võ. Người nhà họ Phó dường như không hề nghe thấy, vẫn đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, nhà họ Phó, các người coi khinh uy nghiêm của Huyền các hả? Ong! Một giây sau, một luồng hơi thở như thác lũ ẩm ẩm bộc phát. Một ông lão sải bước ra ngoài, đứng trước người Diệp Bắc Minh. Ông ta nhẹ nhàng khoát tay, giơ lên một ngón tay. Diệp Bắc Minh chợt cảm thấy xung quanh sinh ra một cái chắn, bao vây hai người ở trong đó. Ầm một tiếng long trời lở đất vang lên, người nhà họ Phó như đâm phải miếng sắt, tất cả đồng loạt bay ngược ra ngoài. Thân thể bán thần, ông. Con người Phó Toàn Thịnh sợ hãi, kiêng kỵ nhìn chằm chằm ông lão, dù ông có là thân thể bán thần, ông thật sự muốn xen vào chuyện nhà họ Phó tôi hả? Ông lão còn chưa nói chuyện. Một giọng nói như tiếng trời vang lên sau lưng ông ta, nhà họ Phó muốn phá hư quy củ của Huyền Các sao? Mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía cổng lớn của Huyền Các. Cổng lớn mở ra, trong đó đi ra một cô gái hoàn hảo không một tì vết. Ánh mắt vô số đàn ông co lại. Lê Mộng Ly há to miệng, ô, một cô gái thật đẹp. Chu Nhược Giai đi tới, không nhịn được mà kéo ống tay áo của Diệp Bắc Minh, chồng ơi, cô gái này đẹp không? Không bằng một phần chục ngàn của Imo. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Chu Nhược Giai che miệng, phì phì,
anh chỉ biết dỗ người A thôi, với trực giác của phụ nữ. Em luôn có cảm giác sau lưng hai người sẽ xảy ra chút gì đó. Tạch, ở đây đều là người tu võ, Chu Nhược Giai vừa dứt lời, vô số ánh mắt bất thiện nhìn qua. Cô gái hoàn hảo không tì vết kia cũng nhíu mày. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, em đừng nói lung tung. Chu Nhược Giai hừ nhẹ, trên người anh có khí chất thu hút gái đẹp, em mặc kệ. Mặc kệ anh tìm bao nhiêu phụ nữ, em vĩnh viễn là vợ cả của NHTL. Diệp Bắc Minh trợn trắng mắt, cô nàng này đang suy nghĩ gì đấy? Phó Toàn Thịnh cắn răng quát, cô Diệp, quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Diệp không hề tệ. Cô thật sự không định cho chút mặt mũi nào sao? Quy củ của Huyền Các, không ai có thể phái. Gương mặt xinh đẹp của cô ta bình tĩnh, không có ai, nghe hiểu không? Diệp Vini. Phó Toàn Thịnh khẽ quát một tiếng, gió lớn dâng trào, cô thật sự muốn ép tôi. Thằng chó đẻ này giết con trai tôi ngay trước mặt mọi người, đã phạm phải quy củ không thể tha thứ. Một cỗ khí thế đánh về phía Diệp Vini. Cùng lúc đó, ông lão vừa mới ra tay hừ lạnh, duỗi tay cho một cái tát. Chát, một tiếng chát lanh lảnh vang lên. Phó Toàn Thịnh ngã xuống đất như chó chết, khuôn mặt sưng thành đầu heo. Giọng nói lạnh lẽo của ông lão vang lên, nhà họ Phó, cảnh cáo một lần. Hiện tại, trong vòng 15 phút, các người mau rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh Huyền Các. Nếu không, giết không thai. Phó Toàn Thịnh bụng mặt, cố nén lửa giận, chúng ta đi. Trước khi đi, ông ta dùng ánh mắt cực kỳ âm độc liếc nhìn Diệp Bắc Minh, thằng chó đẻ kia, trừ phi cả đời này mày trốn trong Huyền Các không ra, nếu không, chỉ cần mày rời khỏi Huyền Các một bước. Phó Toàn Thịnh, tao bảo đảm sẽ khiến mày trả cái giá lớn gấp trăm lần con trai tao. Ông ta quay người bước nhanh rời đi. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Diệp Vini, cảm ơn. Tôi nợ cô một ơn huệ. Nếu Tiểu Tháp ra tay, anh cũng không hề sợ người nhà họ Phói. Nhưng e rằng sẽ bại lộ một vài thứ. Diệp Vini xem như giúp anh một lần. Diệp Vini nhẹ nhàng lắc đầu, tôi chỉ đang giữ gìn quy củ của Huyền Các, không phải giúp anh. Cô ta quay người tiến vào Huyền Các, chân trước vừa rời đi, hiện trường lập tức sôi trào. Thằng này mạng cứng thật đấy, đắc tội nhà họ Phó còn chưa chết. Một khi Huyền Các đóng cửa, cậu ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắc tội nhà họ Phó, chết chắc rồi. Rất nhiều người lắc đầu, đồng tình nhìn Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, chư vị, có thể mọi người không để ý đến một chuyện. Có người mở miệng, kẻ này cũng không phải vật trong ao, mọi người không nhận ra sao. Cậu ta giết chết Phó Long Đình dễ như trở bàn tay. Phó Long Đình là ai? Là đệ nhất huyền bảng. Ý của ông là, mọi người giật mình. Người mở miệng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, thiên phú và thực lực của người nào vượt xa Phó Long Đình. Cậu ta rất có thể chính là người được ông trời chọn lựa, kẻ may mắn kiều. Cái gì? Hô hấp mọi người gần như ngừng lại, tất cả ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh đều thay đổi. Cùng lúc đó, trong một góc của đám người, khuôn mặt Sư Lãng hơi trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, ông nội, tên này quả là một yêu nghiệt. Nếu không thì chúng ta trả lại trăm vị sư phụ cho anh ta đi. Khốn nạn, phế vật. Dư Thiên Trung khẽ quát, ông còn không sợ, cháu sợ cái gì? Chỉ cần ông luyện hóa trăm thân thể luân hồi kia, sẽ có thể tẩy gân phạt tủy cho cháu. Đến lúc đó, thực lực và thiên phú của cháu sẽ còn khủng bố hơn cả Diệp Bắc Minh kia. Cháu giết cậu ta như làm gà giết chó, tự tin của đàn ông nhà họ Dư ta ở đâu? Nhưng mà, Dư Lãng sắp khóc. Ngay cả hạng thứ nhất huyền bảng mà tên này cũng dám giết trước mặt mọi người. Hắn ta thật sự sợ hãi. Đồ vô dụng. Nhìn thấy biểu hiện này của Dư Lãng, Dư Thiên Trung giận dữ, Huyền Các đã mở ra, đi vào lấy được món đồ kia rồi lại nói. 15 phút sau, đám người Phó Toàn Thịnh rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh Huyền Các. Đáng chết. Sấm chớp bộc phát, Phó Toàn Thịnh dùng một quyền đánh tảng đá lớn trăm mét thành mảnh vỡ vẫn không thể lăng lại lửa giận. Thằng, chó, đẻ, này, thật, đáng, chết. Phó Toàn Thịnh nghiến răng kéo kẹt. Nhị ca, thằng này không có khả năng trốn trong Huyền Các cả một đời. Một người đàn ông trung niên lại gần, hàng năm, buổi đấu giá của Huyền Các chỉ mở ra 3 ngày. 3 ngày sau, bất kỳ ai cũng phải rời khỏi Huyền Các. Đến lúc đó, Huyền Các sẽ không có lý do nhúng tay nữa, thằng này còn có đường sống sao?
Trong con người Phó Toàn Thịnh lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, thực lực của thằng này không chỉ dừng lại ở cảnh giới động hư sơ kỳ, chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ. Đề phòng mọi trường hợp, lại điều thêm mấy người từ gia tộc bày ra thiên la địa võng. Lần này, tôi nhất định phải làm cho cậu ta sống không bằng chết. Diệp Bắc Minh không để ý đến tiếng bàn luận và ánh mắt của mọi người. Anh đi thẳng tới bên cạnh Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình, mọi người tốt hơn chút nào chưa, chuyện này rốt cuộc là... Như thế nào? Mạc Phong Hành lắc đầu, uống thuốc của thiếu chủ, chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều. Hôm đó, sau khi chia tay với thiếu chủ, chúng tôi vừa trở lại nhà họ Mạc không bao lâu. Người nhà họ Phó liền tới. Sau khi bọn họ biết được nguyên nhân cái chết của Phó Tiểu Long thì tàn sát toàn bộ. Nhà họ Mạc. Mạc Đình Đình ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, bố ơi, mẹ ơi. Yên lặng rơi lệt. Hai mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, hai người yên tâm, chuyện này gây ra bởi vì tôi. Tôi chắc chắn sẽ cho hai người một câu trả lời hài lòng. Mạc Phong Hành cười khổ, thiếu chủ, tôi thấy vẫn là thôi đi. Nhà họ Phó có bối cảnh là thần giới, chúng ta không thể trêu vào. Cũng may bọn họ không phát hiện ra bí mật của nhà họ Mạc, cũng không phát hiện sự tồn tại của huyền bảng. Hiện tại thiếu chủ theo tôi về nhà họ Mạc đi lấy huyền bảng đi. Diệp Bắc Minh đang muốn nói chuyện. Lê Mộng Ly nhanh chóng chạy tới, cậu Diệp, buổi đấu giá bên trong bắt đầu rồi. Diệp Bắc Minh khẽ suy tư, hai người ở chỗ này chờ tôi đi một chút sẽ về. Anh dẫn theo Lê Mộng Ly và Chu Nhược Giai đi vào bên trong huyền các. Đi thẳng đến phòng đấu giá lớn nhất trong đó, hơn triệu người được chọn lọc từng bước. Cuối cùng, người có thể đi vào nơi này vượt quá 100.000 người. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh tiến vào hiện trường đấu giá, ánh mắt trực tiếp bị người bán đấu giá chủ trì buổi đấu giá hấp dẫn. Nhược Tuyết, cô gái trên đài cao với khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lẽo chính là Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh kinh ngạc vui mừng. Sau khi chia tay Hạ Nhược Tuyết tại Đại Lục Tam Thiên, cô ấy nói mình phải đi hoàn thành nguyện vọng của Vạn Đạo Kiếm Chủ. Hai người chưa từng gặp được nhau. Cô ấy là, cậu Diệp quen biết cô ấy. Lê Mộng Ly hơi nghi hoặc. Chu Nhược Giai bất đắc dĩ lắc đầu, một vị hồng nhan tri kỷ của chồng tôi, nếu phải nói thì có thể coi như bà hai. Cái gì? Lê Mộng Ly hơi choáng váng. Chu Nhược Giai hào phóng như vậy hả, bằng lòng chia sẻ chồng với người khác sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lê Mộng Ly dâng lên cảm giác kỳ quái. Giờ phút này gặp lại Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh kích động lên tiếng, tại sao em lại ở chỗ này? Một bước lên đài cao. Nhưng hành động này khiến hiện trường vốn đang yên tĩnh lập tức sôi trào. Sát thần đang làm gì? Anh ta lại bước lên sàn đấu giá của huyền các. Anh ta điên rồi sao? Một vài nhân vật lớn biến sắc mặt. Một vài người tu võ lần đầu tiên tới người tu võ nghỉ ngờ hỏi, tiền bối, sao vậy? Không thể lên sàn đấu giá của huyền các sao? Bên trong ghế khách quý, một ông lão mặc áo tím nghiêm mặt, huyền các có quy định. Chỉ có người đốt đèn trời mới có tư cách bước lên đài. Cái gì? Đốt đèn trời? Đụ mẹ! Nghe được đáp án này, mọi người hoàn toàn hiểu ra vì sao những nhân vật lớn này lại có phản ứng như vậy. Người tu võ thường xuyên tham gia buổi đấu giá đều biết, thứ gọi là đốt đèn trời. Có nghĩa một người mua đi toàn bộ vật phẩm trong nguyên một vòng bán đấu giá. Người tu võ bình thường hoàn toàn không có loại thực lực này, cho dù có nội tình như nhà họ Phó. Dám đốt đèn trời tại trên huyền các, cũng sẽ gần như táng ra bại sản. Lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh đã đi đến bàn đấu giá, Nhược Tuyết, tại sao em lại ở chỗ này? Thiếu nữ có vẻ ngoài cực giống Hạ Nhược Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, hoang mang nhìn Diệp Bắc Minh, vị công tử này, anh đang nói cái gì vậy? Nhược Tuyết nào, tôi tên là Diệp Hiểu Yên. Diệp Bắc Minh sững sờ. Tỉ mỉ đánh giá thiếu nữ trước mắt vài lần, cô thật sự không phải là Nhược Tuyết. Tôi thật sự không phải. Khuôn mặt Diệp Hiểu Yên đỏ lên. Bị một người đàn ông xa lạ nhìn chăm chú, còn đánh giá cẩn thận. Cả người cô ta đều không được tự nhiên. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc, cậu nhận nhầm người, cô ta không phải Hạ Nhược Tuyết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã nói như vậy, chắc chắn là anh nhận nhầm. Xin lỗi. Là tôi nhận nhầm người. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô lớn lên rất giống một vị hồng nhan tri kỷ của tôi, quá lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy. Nên sinh lòng tưởng niệm, nhận nhầm cô.
ấy. Diệp Hiểu Yên nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, được rồi. Đùi. Phương pháp tán gái thật thấp kém. Sao tôi cứ có cảm giác tên này đang cưa người bán đấu giá nữ này? Bên dưới sàn đấu giá, một vài người trẻ tuổi của thế lực lớn không nhịn được mà phỉ nhổ. Diệp Bắc Minh không nghe âm thanh bên dưới, quay người chuẩn bị xuống. Nhóc, mặc dù cô gái này không phải là Hạ Nhược Tuyết, nhưng trên người hai người họ có hơi thở tương tự, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên lần nữa. Lông mày Diệp Bắc Minh nhảy dựng, có ý gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, có lẽ hai người có quan hệ máu mủ, cho nên bề ngoài mới tương tự như vậy. Trong lòng Diệp Bắc Minh khế nhúc nhích. Chẳng lẽ tổ tiên của Nhược Tuyết có liên quan đến Huyền Các? Không chờ anh suy nghĩ sâu hơn, giọng của Diệp Hiểu Yên truyền tới, vị công tử này, chờ chút đã. Diệp Bắc Minh dừng bước lại, sao vậy? Diệp Hiểu Yên chỉ vào một chiếc đèn đồng cách đó không xa, anh đã lên sàn đấu giá, thì phải xử lý theo quy định của Huyền Các. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, là ý gì? Đốt đèn trời đi. Diệp Hiểu Yên chỉ vào đèn đồng. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, cô à, đều là hiểu lầm. Diệp Hiểu Yên cười đầy tà mị, anh à, không thể đâu. Nếu như anh không đốt đèn trời, Huyền Các chúng tôi sẽ đốt thay cho anh. Vừa mới dứt lời, 10 lão già canh giữ xung quanh đài cao sải bước ra. Từng bước đi tới chỗ Diệp Bắc Minh hy. Một người trong đó chính là ông lão dùng một cái tát đánh bay Phó Toàn Thịnh. Nhóc, cậu có phiền toái rồi, tất cả 10 người này đều là thân thể bán thần. Diệp Bắc Minh thầm kêu không tốt, tiểu tháp, vừa rồi ông vẫn chưa giải thích gì là thân thể bán thần đâu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng lên tiếng, một khi đột phá cảnh giới đế tôn, sẽ có thể trở thành một thần linh chân chính. Thân thể bán thần là đột phá cảnh giới đế tôn thất bại, cảnh giới không tăng lên. Nhưng về thực lực thì cảnh giới đế tôn hoàn toàn không thể chống lại, nếu để bản tháp ra tay thì có thể giết họ trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh vội vàng lên tiếng, không cần thiết, tôi với Huyền Các không oán không thùi. Hơn nữa người ta vừa rồi còn giúp tôi, chuyện này là tôi không đúng. Từ từ đã. Diệp Bắc Minh khẽ quát lên, không phải chỉ là đốt đèn trời thôi sao? Tôi đốt. Anh bước lên, đứng trước đèn đồng. Khoát tay, lòng bàn tay anh giấy lên một ngọn lửa, đèn đồng cũng sáng lên. 10 lão già thấy thế, mặt không thay đổi lui lại. Diệp Hiểu Yên cũng khẽ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Diệp Bắc Minh thật sự dám đốt đèn trời. Cô ta mỉm cười, được rồi, trận đấu giá đầu tiên kết thúc. Tất cả vật phẩm đã được cậu Diệp cầm xuống, cậu Diệp, anh có thể xuống dưới tính tiền. Những người khác tiếp tục trận đấu giá thứ hai. Lời vừa dứt, mấy tỷ nữ xinh đẹp tiến lên. Dẫn Diệp Bắc Minh rời khỏi hiện trường đấu giá. Dưới đài, Dư Lãng đột nhiên hỏi, ông nội, tên này đang giở trò quỷ gì vậy? Thứ chúng ta muốn sẽ không bị anh ta chặn ngang chứ? Dư Thiên Trung dựa vào ghế, buồn cười đáp, yên tâm, thứ chúng ta muốn ở trận cuối cùng. Thằng ngu Diệp Bắc Minh này, lại dám đi lên đốt đèn trời. Nếu như cậu ta không thể cho Huyền Các một câu trả lời hài lòng, không cần chúng ta phải ra tay nữa. Sau khi rời khỏi hiện trường đấu giá, Diệp Bắc Minh bị dẫn tới một gian phòng vô cùng xa hoan anh phát hiện nơi này ở ngay sau hiện trường đấu giá. Một cửa sổ thủy tinh trong suốt siêu lớn gần ngay trước mắt, trên đó khắc một loại phù văn nào đó. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài lại không thể nhìn vào trong. Diệp Phi Ni sớm đã chờ ở đây, khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, cô ta chậm rãi đứng dậy, lá gan của anh không hề nhỏ đâu, lại dám đốt đèn trời Huyền Các. Diệp Bắc Minh đáp, nếu tôi nói đây là hiểu lầm, cô có tin không? Hiểu lầm, anh đang sỉ nhục Huyền Các đấy à? Khí thế của Diệp Phi Ni dâng lên. Diệp Phi Ni chỉ 9 cái hộp trên bàn, vòng đấu giá đầu tiên, tổng cộng có 9 món đồ. Món thứ nhất, hoa địa ngục 72 vạn năm. Món thứ hai, ba mảnh vỡ thần khí. Món thứ ba, nửa đoạn xương sườn của ma thần. Món thứ tư, công pháp vô ảnh thủ cấp đết. Món thứ năm, một viên tố hồn đan. Món thứ sáu, một cái hộp mang về từ di tích viễn cổ, bởi vì có cấm chế nên tạm thời không có cách nào mở dai. Món thứ bảy, ba hạt giống của quả thiên nguyên. Món thứ tám, một vốc đất vô cấu. Món thứ chín, một cái túi càn khôn, có thể đựng vật còn sống. Dựa theo giá thị trường, những thứ này tổng cộng trị giá 3.500 triệu khối nguyên. Sau khi nói xong,
Diệp Phi Ni nhàn nhạt nhìn Diệp Bắc Minh, cậu Diệp trả bằng nguyên, hay trao đổi bằng vật ngang giá? Lúc này, ấy, tiểu tử, có vẻ những thứ này cũng tốt đấy, giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Sao nào, ông có hứng thú à? Diệp Bắc Minh bất ngờ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẳng định đáp, bên trong đó có mấy thứ tốt cho cậu, nghĩ cách thu về đi. Được. Diệp Bắc Minh suy nghĩ mấy giây. Đột nhiên, hắn đổi câu hỏi, cô Diệp, xin hỏi cô trị giá bao nhiêu? Diệp Phi Ni sầm mặt xuống, anh có ý gì? Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi muốn dùng cơ thể của cô để đổi những thứ này. Anh dám làm nhục tôi, tự tìm chết, Diệp Phi Ni trực tiếp bùng nổ. Bàn tay ngọc ngà giơ lên, tấn công vào chỗ yếu hại của Diệp Bắc Minh. Anh bắt lấy cổ tay Diệp Phi Ni, cấp tốc lui về phía sau, cô Diệp này, cô nghe tôi nói xong hãng động tay cũng không muộn. Cút! Diệp Phi Ni nổi cơn giận dữ, người làm nhục tôi không thể nào còn sống rời khỏi nơi này. Dứt lời, Diệp Phi Ni tấn công mạnh mẽ hơn. Vật dụng quý giá trong phòng lập tức chia 5 xẻ 7, lần lượt hóa thành bụi phấn. Tính cô nhóc này quá cứng, e là có liên quan đến món đồ trong cơ thể cô Táp. Diệp Bắc Minh không ngừng lui về phía xô. Diệp Phi Ni phát hiện bất kể mình đánh thế nào thì cũng đều không thể làm tổn thương Diệp Bắc Minh một chút nào. Mười mấy hiệp qua đi, nhìn thì mỗi một lần Diệp Phi Ni công kích đều suýt chút nữa đã chạm được vào Diệp Bắc Minh, nhưng thực tế, cô ta biết đây là anh cố ý nhường mình. Nghĩ tới đây, Diệp Phi Ni càng tức giận hơn, họ Diệp kia, nếu anh còn không phản kháng. Tôi thề là vĩnh viễn không có cơ hội ra tay nữa. Nói xong chữ cuối cùng, Diệp Phi Ni đột nhiên rít một hơi dài. Một tiếng rên khẽ. Trong miệng cô ta toát ra một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần hung hăng đánh về phía Diệp Bắc Minh. Nó nổ tung khi còn cách Diệp Bắc Minh khoảng 1 mét. Bùm! Ngọn lửa nóng bỏng cháy lên, Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi giận. Tôi không ra tay, cô cho rằng tôi dễ nói chuyện thật à? Có gan thì ra tay đi, không ra tay thì không phải đàn ông, Diệp Phi Ni khế kêu. Diệp Bắc Minh nhịn cơn giận trong bụng, quả quyết xuất thủ. Anh một bước xuất hiện phía trước Diệp Phi Ni. Tốc độ thật nhanh. Diệp Phi Ni thầm giật mình, vung sống bàn tay chém vào cổ Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay lên bấu vào cổ tay Diệp Phi Ni. Diệp Bắc Minh lộn người, xuất hiện sau lưng Diệp Phi Ni. Dùng cánh tay cô ta để khóa cổ cô tan. Diệp Phi Ni vung cái tay còn lại ra phía sau, lại hung hăng ấn công vào chỗ hiểm yếu của đàn ông. Cô muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn đấy à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lẽo, đáng đánh. Anh bắt lấy cái tay còn lại của Diệp Phi Ni, khóa chặt hai tay lại cùng một chỗ. Một tay để giữ. Đồng thời, một tay khác võ xuống. Hung hăng võ vào chỗ vểnh lên phía sau Diệp Phi Ni. À! Diệp Phi Ni kêu lên một tiếng. Nóng hừng hực. Cô ta tức giận đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi quát lên anh. Đồ háo sắc, anh dám làm nhục tôi. Đi chết đi. Cô ta dậm chân, lợi dụng thân thể mềm mại, lại đá ra một cước từ phía dưới. Tấn công vào chỗ hiểm yếu của đàn ông. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, mẹ kiếp, nữa hả? Anh trực tiếp bắt lấy cổ chân Diệp Phi Ni. Cút! Diệp Phi Ni tức giận đến mức cả người run rẩy, dùng cái chân cuối cùng tiếp tục đạp hăn. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ, ép Diệp Phi Ni ngồi xuống. Rốt cuộc cô ta cũng không động đậy được nữa. Anh mau buông tôi ra. Diệp Phi Ni giấy giụa. Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu, cô ra tay quá ác, suýt chút nữa khiến tôi không làm được đàn ông. Thả cô cũng được thôi, trừ phi cô thể sẽ không ra tay với tôi. Nằm mơ, chỉ cần anh thả tôi đảm bảo sẽ giết chết tên yêu dâu xanh nhà anh, Diệp Phi Ni tức giận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Bắc Minh thở dài, vậy thì đắc tội. Tay bóp mạnh hơn. Á, đau. Diệp Phi Ni kêu la thảm thiết. Nước mắt rơi ào ào, người đâu, mau đến đây. Đáng tiếc không có ai đáp lại. Diệp Bắc Minh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng gọi nữa, gọi rách cổ họng cũng vô ích. Người của cô không có ở đây đâu. Anh, muốn chém muốn giết, thích làm gì thì làm. Diệp Phi Ni thấy thế thì ngửa cổ lên, dù anh giết tôi, chắc chắn Huyền Các cũng sẽ không tha cho anh. Diệp Bắc Minh hết nói nổi, tôi giết cô làm gì. Chúng ta giao dịch đi. Nói rồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc, anh nhìn ngực của Diệp Phi Ni. Một hình xăm huyết long như ẩn như hiện. Sau đó, anh lại nhìn về phía mông cô ta.
Cơ thể Diệp Phi Ni run rẩy, cô ta nuốt nước bọt, đồ dê sồm. Anh muốn làm gì? Muốn giết thì cứ giết, không được làm gì tôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô nghĩ nhiều rồi, tôi. Ngay sau đó, Diệp Phi Ni cảm thấy cơ thể mình tỏa nhiệt, khuôn mặt nóng bừng. Hô hấp tức khắc trở nên dồn dập, đôi mắt xinh đẹp bùng lên ánh lửa. Phù, 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 cô ta thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng, chỉ trong nháy mắt khuôn mặt đã trở nên đỏ ai. Bởi vì quá kích động, cô ta phun ra một ngụm máu. Gào. Bỗng nhiên, có tiếng rồng gầm vang lên. Hình xăm huyết long trên ngực Diệp Phi Ni khẽ run rẩy. Dường như có dấu hiệu muốn lao ra ngoài. Nguy rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi, vội vàng lấy ngân châm ra. Đâm lên ngực Diệp Phi Ni. Phập, 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 ngân châm đâm vào ngực, huyết long tạm thời bị chặn lại. Diệp Phi Ni thở đều hơn, cô ta nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt kinh ngạc, anh làm gì với tôi? Diệp Bắc Minh giải thích, trong cơ thể cô có một luồng. Sức mạnh thuộc tính hỏa rất mạnh, nếu vừa rồi tôi không ngăn chặn nói. E rằng nó sẽ khiến cơ thể cô nổ tung, tan xác mà chết. Làm sao anh biết? Diệp Phi Ni sửng sốt. Đó là một chứng bệnh là cô ta mắc phải ngay từ khi sinh ra, người nhà tìm vô số danh y cũng không thể chữa khỏi. Cuối cùng, lão tổ thỉnh cầu một vị chân thần ra tay. Phong ấn luồng sức mạnh đó, hóa thành một con huyết long bị vây nhốt ở ngực cô ta. Cho dù vậy Diệp Phi Ni cũng không thể tức giận. Một khi nổi giận, tim đập quá nhanh có khả năng sẽ khiến huyết long phá vỡ phong ấn. Vừa rồi, cô ta cảm thấy luồng sức mạnh ấy sắp sửa phá tan cơ thể chui ra, cho rằng mình chết chắc rồi. Không ngờ vài chiếc ngân châm của Diệp Bắc Minh lại có thể giúp cô ta ngăn cản huyết long. Diệp Bắc Minh không giải thích, anh nói với giọng bình tĩnh, chúng ta giao dịch đi, tôi giúp cô giải quyết huyết long. Những vật phẩm đấu giá tôi vừa đốt đèn trời, cô đưa hết cho tôi miễn phí. Cái gì? Diệp Phi Ni ngớ ra, môi cô ta run lên vì kích động, anh nghiêm túc chứ? Không thể nào, tôi thử mọi cách rồi vẫn không thể đuổi thứ sức mạnh ấy ra khỏi cơ thể mình. Anh làm được kiểu gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đúng là tôi không làm được. Diệp Phi Ni hơi tức giận, anh trêu đùa tôi đấy à? Diệp Bắc Minh cười, ai bảo giải quyết huyết long là phải đuổi nó ra ngoài? Ý anh là gì? Diệp Phi Ni cau mày. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, thuần hóa nó, biến nó thành công cụ của cô. Anh nói gì cơ? Không thể nào. Diệp Phi Ni lắc đầu quả quyết, tuyệt đối không thể làm được. Sức mạnh trong cơ thể cô ta cực kỳ khủng khiếp, nếu cô ta có thể sử dụng nó. Quả thực là không dám tưởng tượng. Diệp Bắc Minh vẫn chẳng buồn giải thích, không có gì là không thể, bây giờ cô chỉ cần trả lời tôi. Đồng ý hay không? Diệp Phi Ni ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta quan sát Diệp Bắc Minh từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Rốt cuộc người này lấy đâu ra tự tin, lẽ nào anh ta thật sự làm được? Nếu anh ta không làm được thì sao? Không, cho dù không được thì mình cũng không mất gì cả. Nhưng nếu anh ta làm được thật thì sao? Nghĩ đến đây, hô hấp của Diệp Phi Ni trở nên dồn dập. Được, tôi đồng ý với anh. Diệp Bắc Minh gật đầu, đi đến trước mặt Diệp Phi Ni. Trong lúc cô ta còn chưa kịp phản ứng, anh lập tức lấy một chiếc ngân châm ra. Ngân châm đâm liên tục lên các huyệt vị trên người Diệp Phi Ni. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Diệp Phi Ni đã bị cảm đầy ngân châm. Nhớ kỹ khẩu quyết tôi truyền cho cô. Từ giờ trở đi, cô thử vận chuyển luồng sức mạnh trong cơ thể theo con đường tôi nói. Từ nay, cô có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Anh nói liền một mạch. Diệp Phi Ni kích động, thật vậy ư? Được. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh có phần kỳ quái, nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Tôi phải khơi thông luồng sức mạnh ấy cho cô. Diệp Phi Ni sửng sốt, anh Diệp, anh mau lên, tôi đợi không kịp rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tay anh vỗ lên mông Diệp Phi Ni. Chát một tiếng giòn giã, sóng biển nhấp nhô. Á, mặt Diệp Phi Ni đỏ bừng, cơ thể nóng hừng hực, anh. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng, một ngọn lửa chợt bùng nổ từ trong cơ thể. Cả căn phòng tức khắc biến thành biển lửa vô tận, ngọn lửa tản ra. Diệp Bắc Minh đã có chuẩn bị từ trước, cho nên không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Còn quần áo của Diệp Phi Ni bị đốt cháy sạch sẽ. Cơ thể trắng nõn cũng bị lửa hun đỏ. Cô ta hoảng sợ la lên, Diệp Bắc Minh vội vàng xoay người đi.
Một lát sau, giọng Diệp Phi Ni vang lên sau lưng, chuyện vừa nấy nếu anh dám nói cho người khác biết, tôi nhất định sẽ giết anh. Diệp Bắc Minh cạn lời, tôi cứu cô, còn giải quyết rắc rối giúp cô. Thế mà cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy à? Hừ, Diệp Phi Ni hừ lạnh, chỉ vào 9 món đồ bán đấu giá trên bàn, đây là một vụ giao dịch, đồ vật anh lấy đi đi. Hai ta thanh toán xong. Nói xong, cô ta đi ra ngoài phòng. Trước khi đi, cô ta chợt khựng lại, nói, nhưng vừa rồi vẫn phải cảm ơn anh có thể ở lại đây nghỉ ngơi một lát. Nếu vẫn còn muốn tham gia buổi đấu giá tiếp theo, chỉ cần điều khiển viên thủy tinh này. Sau đó sẽ có nhân viên công tác giải quyết mọi chuyện giúp anh. Sau khi nói xong, Diệp Phi Ni đi nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn. Vừa mới ra khỏi phòng riêng, Diệp Phi Ni lập tức ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Cô ta thở hổn hển, tên khốn ấy, không ngờ. Không ngờ bị anh ta thấy hết rồi. Anh ta còn, đánh mông mình. Nhớ đến cảm giác ban nãy. Ngay lập tức cảm thấy toàn thân tê dại. Cô ta nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, trong phòng, Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, trong 9 món đồ này cái nào hữu dụng với tôi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, hầu hết đều hữu dụng với cậu, dược lực của hoa địa ngục cực kỳ đáng sợ. Quan trọng nhất là có thể giúp yêu thú tiến hóa. Chẳng phải cậu hàng phục một con chó địa ngục à, có thể cho nó ăn loài hoa này. Túi Càn Khôn rất tiện, có thể thả chó địa ngục vào trong, miễn cho đôi khi không tiện mở di tích Côn Luân Thượng Cổi. Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu, anh đi vào lĩnh vực tuyệt đối của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Mở di tích Côn Luân Thượng Cổ ra, triệu hoán chó địa ngục. Gâu, gâu. Chó địa ngục đã lâu không được gặp Diệp Bắc Minh, nó vô cùng kích động. Nó chủ động tắt lửa trên người mình đi, nhào về phía Diệp. Bắc Minh. Anh xoa đầu chó địa ngục, rồi lấy hoa địa ngục ra, tiểu hỏa, ăn nó đi. Vẻ kích động hiện lên trong mắt chó địa ngục, nó nghe lời ăn luôn hoa địa ngục. Diệp Bắc Minh cất nó vào trong túi Càn Khôn, tiểu tháp những thứ khác thì sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, ba mảnh vỡ thần khí cũng hữu ích, người có thể để cho kiếm Càn Khôn Chấn Ngục cắn nuốt chúng. Hả? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Nhưng anh vẫn lấy kiếm Càn Khôn Chấn Ngục ra và làm theo. Thân kiếm Càn Khôn Chấn Ngục vốn ảm đạm bỗng hiện lên vầng sáng màu đen nhàn nhạt. Gì đây? Đây là dấu hiệu thanh kiếm này đang dần dần khôi phục, chỉ cần có đủ thần khí cho nó cản nuốt thì nhất định có thể khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Nghe vậy, Diệp Bắc Minh lên tinh thần. Tiếp tục. Luyện hóa xương sườn thần ma, ma khí thuần khiết bên trong cực kỳ có lợi cho cậu. Được. Diệp Bắc Minh không nhiều lời, lập tức luyện hóa nửa chiếc xương sườn của thần ma. Một luồng ma khí tinh khiết tràn ra, anh lập tức hấp thụ nó. Hai tiếng xô, gào, tiếng rồng gầm vang lên, 9 ma long màu đen lao ra từ sau lưng Diệp Bắc Minh. Mỗi một ma long không chỉ to hơn gấp đôi, mà ngay cả lớp vảy cũng ánh lên màu tím thẫm. Hình nộm đi ran, Diệp Bắc Minh quát, nổ cho ta. Anh đấm một quyền, hình nộm không đỡ được đòn quyền này, thế là nổ tung ngay lập tức. Ánh mắt Diệp Bắc Minh thay đổi. Nếu có thể hấp thụ nhiều xương cốt thần ma hơn thì ma long sẽ ngày càng mạnh hơn. Anh giơ tay lên, công pháp cấp đế vô ảnh thủ xuất hiện trước mắt. Vô ảnh vô hình. Phần giới thiệu chỉ có 4 chữ ngắn ngủi. Anh lập tức tu luyện, 2 tiếng sau đã tu luyện xong vô ảnh thủ. Anh thuận tay bắt một cái, ấy thế mà đã bắt được bàn trà bên cạnh. Ồ, Diệp Bắc Minh giật mình, nhanh như vậy ư, gần như đuổi kịp ảnh thuấn rồi. Tiểu tháp, tác dụng của tố hồn đan là gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, thần hồn của cậu liên kết với ta, đã đủ mạnh rồi. Viên đan dược này gần như không có tác dụng gì với cậu. Nhưng mà nó có thể giữ cho thần hồn của người sắp chết không tan biến. Diệp Bắc Minh suy tư, sau đó cất tố hồn đan đi. Cuối cùng, tầm mắt của anh dừng lại ở một chiếc hộp cổ xưa, tiểu tháp, chiếc hộp này có ích gì? Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vô cùng nghiêm túc, 8 món đồ kia cộng lại cũng không giá trị bằng thứ trong chiếc hộp này. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc, tiểu tháp, đó là thứ gì mà ông xem trọng nó thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng không câu giờ, một mảnh xương chí tôn. Diệp Phi Ni chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình. Bỗng nhiên, một nữ hầu chạy tới, chủ nhân, cậu Diệp Mục đến. Diệp Phi Ni cau mày, anh ta đến làm gì?
Người hầu lắc đầu, tôi cũng không biết ạ. Đi, đi xem. Diệp Phi Ni đi đến một đại sảnh, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ nhà. Thấy Diệp Phi Ni đến, Diệp Mục nhìn cô ta, chiếc hộp trong di tích viễn cổ đâu? Đưa đây cho tôi. Diệp Phi Ni không nể mặt anh ta, Diệp Mục, anh nghĩ Huyền Các là nơi nào? Bây giờ tôi mới là người phụ trách của nơi này, không một ai trong gia tộc có thể mở ra chiếc hộp ấy. Hiện nay đã quyết định bán đấu giá nó rồi. Anh thình lình chạy đến đây, nói muốn lấy nó là tôi cho anh ngay à? Vẻ mặt Diệp Mục rất nghiêm túc, Diệp Phi Ni, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Chiếc hộp ấy rất quan trọng, vài lão tổ trong gia tộc đã tìm được cách mở chiếc hộp y. Bây giờ tôi phụng mệnh đến đây mang hộp về. Nói xong, Diệp Mục giơ tay. Một chiếc phi đao màu đen lắc lư trước mặt cô ta. Đó là tín vật riêng của lão tổ nhà họ Diệp. Cái gì? Diệp Phi Ni dao động, chiếc hộp đó đã thuộc về người khác. Cô nói cái gì? Khuôn mặt Diệp Mục trở nên vặn vẹo, chết tiệt. Bất kể là ai, hôm nay cũng đừng hòng mang nó đi. Người đó ở đâu? Dẫn tôi đi. Cùng lúc đó, trong phòng, Diệp Bắc Minh đang định mở hộp ran. Rầm một tiếng rõ to, cửa phòng bị đá văng. Tầm mắt của Diệp Mục khóa chặt vào chiếc hộp trên tay Diệp Bắc Minh. Ê, tôi không cần biết anh là ai, lập tức đưa thứ đó cho tôi. Tôi có thể cho anh một khoản thù lao vừa ý, và tôi không thích bị từ chối. Nói xong, Diệp Mục lấy luôn chiếc hộp trong tay Diệp Bắc Minh. Thậm chí anh ta còn không biết Diệp Bắc Minh trông ra sao. Hạng tôm tép như này không có tư cách phản kháng, chẳng phải vậy sao? Ngay khi sắp chạm vào chiếc hộp, đôi mắt Diệp Mục đã hiện lên vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó, bùm, một tiếng nổ vang. Diệp Mục như bị sét đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cô Diệp, nó đã là đồ vật của tôi. Anh ta muốn cướp nó à? Diệp Mục đứng dậy, che ngực gào lên, mày dám đánh tao. Mày tự tìm cái chết. Nói xong, lực lượng lạnh lẽo và cuồng bạo từ trên người Diệp Mục bộc phát. Thực lực cảnh giới đế toàn lực nghiền ép, anh ta nở nụ cười tàn ác. Thằng chó, ngoan ngoãn nộp chiếc hộp này lên thì mày sẽ được yên bình. Tại sao mày phải đánh lén tao? Hửm. Ngay sau đó, Diệp Mục xuất hiện trước mặt Diệp Bách Minh. Anh ta phẫn nộ gào thét, nói cho tao biết, mẹ kiếp, tại sao? Năm ngón tay chụp lấy cổ họng của Diệp Bắc Minh, tốc độ nhanh như chớp giật. Cậu Diệp, mau tránh ra. Con người của Diệp Phi Ni thu nhỏ lại, lúc này, năm ngón tay của Diệp Mục chỉ còn cách cổ của Diệp Bắc Minh không đầy một tấc. Với khoảng cách này, dù thực lực của Diệp Bách Minh có mạnh đến đâu cũng sẽ vẫn bị Diệp Mục bóp nát cổ họng. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, vô ảnh thủ. Cạch, một tiếng vang trầm, năm ngón tay của Diệp Mục không tài nào lao về phía trước được nữa. Anh ta cứ thế bị Diệp Bách Minh giữ chặt cổ tay, ngay khi sắp chạm được vào cổ của Diệp Bắc Minh rồi thì bị giữ lại. Tốc độ của mày, sao có thể, sao mày làm được? Diệp Mục giật mình, Diệp Phi Ni lập tức hiểu ra, lẽ nào là, vô ảnh thủ? Không thể nào, vô ảnh thủ có tổng cộng 9 tầng, tôi đã bắt đầu tập luyện từ khi 6 tuổi. Tốn tận mấy chục năm trời mới học được tới tầng thứ 6 nhưng với tốc độ này thì xem ra cậu ta đã đạt tới tầng thứ 9 đại viên mãn rồi. Chỉ mới có bao lâu đâu chứ? Không thể nào. Lúc này, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Diệp Mục, anh thực. Sự muốn giết tôi. Diệp Mục hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ. Anh ta vẫn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nhe răng cười một tiếng, danh con, tao muốn giết mày đấy, thì sao nào? Với hạng con kiến như mày, tao. Máu tươi vẩy ra. Tay phải của Diệp Mục bị xé lìa ngay tại chỗ. Anh ta la lên đau đớn như đứt gan đứt ruột, vẻ bốn cợt biến mất khỏi khuôn mặt. Thay vào đó là cơn đau đớn dữ dội, mày dám làm vậy với tao. Mẹ kiếp, mày có biết tao là ai không? Tôi cần biết một người chết là ai à? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Một luồng sát ý ngưng tụ lại. Mục sợ tái mặt. Anh ta biết Diệp Bắc Minh thực sự muốn giết mình. Diệp Mục lùi lại theo bản năng, mày đừng lại đây. Diệp Bắc Minh đang định động thủ thì Diệp Phi Ni bước tới, cậu Diệp, khoan đãi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh giá băng, đây chính là cách tiếp khách của Huyền các cô à. Diệp Phi Ni hít sâu một hơi, tất cả là do tôi tiếp đãi không chu đáo, chắc chắn tôi sẽ cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng. Người đâu, đuổi Diệp Mục ra ngoài,
không được tôi cho. Phép thì không được đặt chân vào Huyền Các. Vâng. Hai ông lão xông vào, liếc nhìn Diệp Bách Minh, rồi nhanh chóng đưa Diệp Mục ra ngoài. Thấy Diệp Bắc Minh không đuổi theo, Diệp Phi Ni mới thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi cậu Diệp, coi như tôi nợ anh một lần. Sau này có bất kỳ chuyện gì, chỉ cần anh tới Huyền Các. Diệp Phi Ni tôi nhất định dốc hết sức giúp anh một lần p. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, tôi nể mặt cô lần này. Nếu như người này còn dám kiếm chuyện với tôi sẽ giết chết, không tha. Diệp Phi Ni dùng mình, nhìn Diệp Bắc Minh rời khỏi căn phòng. Cô ta biết câu này không phải là nói đùa. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Mục ơi Diệp Mục, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Anh nhất định đừng tự lao đầu vào chỗ chết, động tới gã sát thần này. Đùi đùi đùi. Sau khi ra khỏi Huyền Các, Diệp Mục được hai ông lão đưa tới một nơi an toàn. Anh ta tức run người, chửi ầm lên, rốt cuộc tên danh đó là ai? Mà lại dám đánh gãy một tay của tôi. Cả con khốn Diệp Phi Ni kia nữa. Không ngờ nó lại bắt tay với người ngoài hại tôi. Ông đây biết ngay mà, chắc chắn Diệp Phi Ni không có ý gì tốt cả. Còn cả chiếc hộp kia nữa, không ngờ cô ta lại đưa nó cho người ngoài. Ông đây phải báo ngay cho lão tổ biết chuyện này, Diệp Phi Ni, cô tiêu rồi. Cả tên phế vật kia nữa, ông đấy nhất định sẽ khiến mày bị ngũ mã phanh thây. Hai lão già đứng bên cạnh có phần lúng túng. Bọn họ nhắc nhở Diệp Mục một tiếng, cậu Mục. Đây là quy định của Huyền Các. Dù cậu bẩm báo với lão tổ thì quy định cũng vẫn là quy định. Đồ đã bán rồi thì không có lý gì lại đòi lại. Hơn nữa, cậu ra tay với khách hàng, dù cậu có là người nhà họ Diệp cũng không được phép làm như vậy. Cô chủ làm vậy đã là giúp cậu rồi. Bốp! Diệp Mục đột nhiên nổi điên, tát vào mặt lão già đó, đù mẹ mày. Mày là cái thá gì? Mày còn dám dạy cả ông đây à? Mày có tin ông đây cho, mày chết ngay lập tức không? Sâu trong đáy mắt của lão già kia lóe lên sự phẫn nộ. Ông ta cố nén giận, quỳ một chân xuống, không dám ải, không dám thì cút đi cho tôi. Diệp Mục chửi ầm lên, trở về nói cho Diệp Phi Ni biết, chuyện này chưa xong đâu. Hai ông lão liếc nhìn nhau rồi quay người rời đi. Diệp Mục móc ra hai viên đan dược, ăn liền một lèo. Anh ta lấy một miếng ngọc bội ra. Rót một luồng chân cho tôi 10 tên cảnh giới đế tôn, nguyên vào trong, chuẩn bảo bọn họ lập tức tới Huyền Các ngay. Ị, lát nữa tôi sẽ thông báo vị trí cụ thể. Trong ngọc bội vang lên giọng nói kinh ngạc của một ông lão, cậu chủ, có chuyện gì vậy? Diệp Mục cực kỳ nóng nảy, đừng hỏi, cứ đem người tới là được. Vâng, chờ một chút. Thưa cậu chủ, cậu nói đi ạ. Mắt Diệp Mục lóe lên sự tàn nhẫn, để an toàn, gọi cả ông Tê tới nữa. Hôm nay ông đây không bắt thằng phế vật đó quỳ xuống xin hàng thì ông đây không phải là Diệp Mục. Đù mẹ nó. Cùng lúc này, Huyền Các đã đấu giá tới vòng thứ tư. 10 cây cỏ u minh, giá khởi điểm là 100 triệu đồng một cây. Dư Lãng kích động run rẩy, ông ơi, tới rồi. Dư Thiên Trung cũng không ngồi yên nổi nữa, ông ta vỗ bàn đứng dậy, 1 tỷ. Tôi trả 1 tỷ đồng một cây. Còn có ai muốn tranh mua với nhà họ Dư của Học viện Viễn Cổ nữa không? 10 cây, tổng cộng hết 10 tỷ đồng. Điều này khiến mọi người tu võ vốn có ý định đấu giá cỏ u minh đều chùn chân. 10 giây sau, không ai ra giá. Ha 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 ha. Dư Thiên Trung cười to, nói với Diệp Hiểu Yên ở trên lầu, cô gái, xin hãy gõ búa đi. Xem ra không ai tranh mua với tôi rồi, cỏ u minh đã là vật trong túi của nhà họ Dư tôi. Cốc. Búa đấu giá được gõ, tất cả đều kết thúc. Dư Thiên Trung kích động nhận lấy 10 cây cỏ u minh, lấy ra 10 tỷ đồng. Giao dịch hoàn thành, Lãng Nhi, chúng ta đi thôi. Dư Thiên Trung không nán lại đây thêm một giây nào, nhanh chóng dẫn Dư Lãng đi khỏi đây. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mới thong thả tới chậm. Chu Nhược Giai và Lê Mộng Ly thấy anh về, lập tức chạy tới, Dư Thiên Trung đã đấu giá thẳng được cỏ u minh rồi. E là hiện tại ông ta đã rời khỏi Huyền Các. Chồng à, chúng ta có đuổi theo ông ta không? Chu Nhược Giai lo lắng cho an toàn của trăm vị sư phụ của Diệp Bắc Minh. Anh lại chỉ cười khế một tiếng, không sao, anh cố ý thả cho bọn họ đi đấy. Hả? Hai cô gái đồng loạt sững sờ, gương mặt xinh đẹp ngập tràn thắc mắc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không giải thích gì. Đồng thời, anh bí mật truyền âm, tiểu tháp, bám sát lộ trình của bọn họ.
tìm được trăm vị sư phụ thì lập tức báo cho tôi biết. Được. Càn Khôn Trấn Ngục đáp. Diệp Bắc Minh yên lặng quay về chỗ ngồi. Tại sao tên sát thần này lại trở lại? Cậu ta đã đốt đèn trời rồi còn có thể trở về được ư? Lẽ nào cậu ta thực sự có những mấy chục tỷ nguyên thạch hay sao? Ánh mắt thắc mắc của mọi người lướt qua người Diệp Bắc Minh. Nửa canh giờ sau, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, nhóc con, hai người bọn họ trở về học viện viễn cổ xong thì hơi thở biến mất. Học viện viễn cổ. Diệp Bắc Minh nhướng mày, đi nào, về thôi. Diệp Bắc Minh đứng dậy rời khỏi chỗ đấu giá. Cùng lúc này, 7, 8 người cũng đồng loạt đứng dậy bám theo xô. Ngay khi Diệp Bắc Minh sắp rời khỏi huyền các, một người gọi anh lại, cậu Diệp, xin chờ một chút. Còn chuyện gì nữa? Diệp Bắc Minh quay đầu lại thì trông thấy Diệp Phi Ni. Ánh mắt Diệp Phi Ni nặng nề, anh có chắc là anh muốn đi luôn bây giờ không? Anh đã giết chết Phó Long Đình trước mặt mọi người. Chắc chắn nhà họ Phó sẽ không tha cho anh có thể ở lại huyền các thêm ít hôm nữa rồi hãng đi. Nói rồi, cô ta còn đánh mắt liếc nhìn đâu đó sau lưng, cách một quãng không xa. 7, 8 người tu võ trông thì có vẻ như hững hờ nhưng thực ra khóe mắt đều nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh. Đương nhiên Diệp Bắc Minh cũng biết những người này đi theo mình nhưng anh vẫn lách đầu, nếu nhà họ Phó dám tới gây chuyện với tôi thì nhất định tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là có đi mà không có về. Nói rồi, anh rời khỏi huyền các. Này, anh đừng hành động theo cảm tính. Diệp Phi Ni rất lo lắng, nhà họ Phó thật sự không dễ chiêu đâu, nếu bọn họ chuẩn bị đầy đủ thì anh sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. Diệp Bắc Minh dừng bước. Thế nào, anh ở lại thêm vài ngày chứ? Diệp Phi Ni hỏi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhìn Chu Nhược Giai và Lê Mộng Ly một cái. Rồi lại chỉ vào hai ông cháu Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình đứng chờ bên ngoài huyền các, giúp tôi bảo vệ bọn họ an toàn. Diệp Phi Ni gật đầu, được, đây chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, không tính là trả nợ ân tình cho anh. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh dặn dò mấy câu rồi quả quyết rời khỏi huyền các. Không để ý tới Diệp Phi Ni đứng la lên sau lưng. Anh đi thẳng tới học viện viễn cổ. 7, 8 người sau lưng thấy Diệp Bắc Minh đã rời khỏi huyền gác, lập tức móc một miếng ngọc bội truyền âm ra, thằng danh đó đã rời khỏi huyền gác rồi. Diệp Phi Ni thở hổn hển, anh, ôi. Sau khi ngẫm nghĩ mấy giây, cô ta vẫy tay về phía góc tối, ông Kính, nếu như anh ấy thực sự gặp nguy hiểm thì nhất định phải bảo vệ tính mạng cho anh ấy. Vâng. Trong bóng tối vang lên một giọng nói rồi biến mất. Cách đó trăm dặm. Phó Toàn Thịnh cầm một miếng ngọc bội trên tay, biết rồi, các người theo sát cậu ta cho tôi. Bất kể cậu ta có động tĩnh gì đều phải báo ngay cho tôi biết. Vâng. Miếng ngọc bội vang lên một tiếng rồi từ từ tối xuống. Sau khi cất miếng ngọc bội đi, hai mắt văn đầy tơ máu của Phó Toàn Thịnh nhìn về phía huyền các, thằng danh kia sắp tới đây rồi. Lát nữa nhớ giữ mạng cậu ta lại cho tôi, nhất định tôi phải bắt cậu ta quỳ gối trước mộ của con trai tôi sám hối. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Vừa rời khỏi huyền các, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, nhóc con, cậu không được đi tiếp nữa. Cách đây trăm dặm, Phó Toàn Thịnh đã dẫn theo gần 20 đế tôn chờ cậu rồi. Ngoài ra, còn có một thân thể bán thần. Diệp Bắc Minh nheo mắt, những người này thật đúng là âm hồn bất tán. Tiểu Tháp, ông có chắc chắn giết được bọn họ không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, bản tháp có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Nhưng khu vực gần huyền các này khá đặc biệt, nếu bản tháp ra tay thì e là sẽ để lộ hơi thở. Biện pháp tốt nhất chính là trở về huyền các, bàn bạc kỹ hơn. Diệp Bắc Minh lách đầu, Dư Thiên Trung đã trở về học viện viễn cổ rồi, nếu như ông ta vừa trở về là lập tức luyện đan ngay. Thì trăm vị sư phụ của tôi sẽ gặp nguy hiểm, hiện tại tôi nhất định phải tới học viện viễn cổ nhanh nhất có thể. Giết bọn họ sẽ khá lãng phí thời gian, nếu như chỉ lao ra khỏi vòng vây thôi thì chắc là đơn giản hơn. Thấy Diệp Bắc Minh nói như vậy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, Diệp Bắc Minh vừa rời khỏi phạm vi 100 dặm, bầu trời lập tức vang lên những tiếng đì đùng. Không khí xung quanh bị bóp méo, 20 mấy ông lão với cặp mắt băng giá xuất hiện khắp 4 phương 8 hướng. Sát ý kinh khủng lan tràn, phong tỏa tất cả đường lui. Thằng danh, lão phu không ngờ ngươi lại có gan dám rời khỏi huyền các thật cơ đấy. Khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, mắt Phó Toàn Thịnh tóe lửa giận cực kỳ oán độc.
cút đi, đừng cản đường tôi. Diệp Bắc Minh quát khế một tiếng, lấy kiếm Càn Khôn Trấn Ngục ra. Anh vùng một nhát kiếm, mấy con huyết long xuất hiện, hùng dũng lao thẳng tới chỗ mấy kẻ cảnh giới đế tôn trước mặt. Thằng danh kia, bọn tao còn chưa ra tay, vậy mà mày lại dám chủ động ra tay à? Đúng là tự lao đầu vào chỗ chết. Mấy tên cảnh giới đế tôn đứng đằng trước nheo mắt lại, đồng loạt ra tay. Thế nhưng, ngay khi bọn họ chạm tới huyết long do kiếm khí ngưng tụ tạo nên đó, tên nào tên nấy lập tức bị nện thổ huyết, bắn ra đằng san. Thằng danh này, sao có thể? Mấy ông lão cảnh giới đế tôn biến sạc. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Trong khoảnh khắc bọn họ thất thần, vòng vây bị thủng ra một lỗ. Diệp Bắc Minh sải bước, ảnh thuấn. Chỉ nháy mắt, anh đã đi xa mấy trăm mét. Phó Toàn Thịnh thấy vậy, điên cuồng gào thét, chết cậu ta định chạy. Đừng để thằng khốn này chạy mất, đuổi theo cho ông. Diệp Bắc Minh không dừng lại, anh nhanh chóng tiến về phía học viện Viễn Gổi. Một giây sau, mẹ kiếp. Phó Toàn Thịnh tức giận nổi trận lôi đình, sao tốc độ của thằng khốn này lại nhanh như vậy? Chết tiệt, thật đáng chết. Một người đàn ông mặt chữ điền cất giọng thật trầm, có vẻ như thằng danh này đang đi về phía học viện Viễn Cổ, lẽ nào cậu ta là người của học viện Viễn Cổ? Bất kể cậu ta có phải hay không cũng phải tiếp tục đuổi theo. Phó Toàn Thịnh quát khẽ, hôm nay bất kể thế nào cũng. Nhất định không được để cậu ta sống sót rời đi. Dù cho thằng khốn này có học viện Viễn Cổ làm chỗ dựa thì kẻ giết chết con trai tôi cũng vẫn phải chết. Ở cửa chính của Huyền Các, một bóng đen xông tới. Quỳ một chân xuống, thưa cô chủ, vòng vây của nhà họ Phó đã thất bại rồi. Diệp Bách Minh đã lao ra khỏi vòng vây, chạy trốn rồi. Ôi! Diệp Phi Ni thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi. Ông lui ra đi. Bóng đen yên lặng lui ra ngoài. Diệp Phi Ni quay đầu nhìn về phía Chu Nhược Giai, Lê Mộng Ly, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình, cậu Diệp là bạn tôi, trước khi anh ấy tới đón mọi người, xin cứ ở lại Huyền Các này. Mọi người yên tâm. Chỉ cần mọi người ở lại Huyền Các thì không ai có thể làm mọi người bị thương. Cô ta vừa mới dứt lời. Thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, vậy là bọn họ đều là người của thắng danh kia phải không? Diệp Phi Ni kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa Huyền Các, một thanh niên cụt một tay mặt mày ngập tràn oán hận. Diệp Mục, một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, hàng mày lộ vẻ vênh váo, hung hăng. Diệp Giao, chị ruột của Diệp Mục. Không hay rồi. Sao cô ta lại tới đây? Diệp Phi Ni biến sắc, lập tức mở miệng, Diệp Giao, tôi biết cô tới đây để bênh em trai mình. Nhưng nơi này là Huyền Các, hiện tại tôi mới là người đứng đầu, chịu trách nhiệm về Huyền Các. Tôi không cho phép cô động tới người của tôi ở đây. Diệp Giao hừ lạnh một tiếng, tôi quản lý Huyền Các mấy? Trăm năm, cô thì mới tiếp nhận Huyền Các được mấy năm. Người của cô... Cô hỏi bọn họ xem bọn họ có nghe lời cô không. Diệp Giao đảo mắt nhìn 10 lão già đứng xung quanh, nói cho cô ta biết ai mới là chủ nhân thực sự của Huyền Các. Đương nhiên là người rồi. 7 trong số 10 vị thủ hộ của Huyền Các bước lên trước. Quỳ một gối xuống, 3 người còn lại nhìn nhau, không dám nhúc nhích. Cô ơi! Diệp Phi Ni tức run người, lão tổ cho tôi quyền quản lý Huyền Các, các người định làm phản à? Làm phản? Một đứa con phế vật như cô mà cũng cần Diệp Giao tôi làm phản à? Diệp Giao cười xùy một tiếng. Cô ta đứng trên cao nhìn xuống, chỉ cần tôi muốn thì chỉ việc đi nói với lão tổ một câu là tất cả những gì cô có đều sẽ tan thành bọt nước. Nếu thức thời thì đừng nhúng mũi vào chuyện này. Nếu không, tôi đảm bảo cô sẽ muôn đời không ngóc đầu dậy nổi đâu. Nói rồi, Diệp Giao chỉ tay vào bọn Chu Nhược Giai, người đâu, bắt hết bọn họ lại cho tôi. Lê Mộng Ly bước lên trước, ngăn bọn họ lại, các người dám, bọn tôi là người của học viện Viễn Cổ đấy. Học viện Viễn Cổ. Diệp Giao hơi kinh ngạc, con người lập tức trở nên băng giá, thật khéo. Giờ tôi sẽ tới hỏi học viện Viễn Cổ thử xem L. Các người đánh gãy một tay của em trai tôi, nếu như không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Giao tôi sẽ đích thân cho em trai tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nhóc con. Hơi thở của hai ông cháu nhà họ Dư biến mất ở đây. Diệp Bắc Minh đứng trước một ngọn núi lửa. Nơi này chính là địa hỏa các của học viện Viễn Cổ. Diệp Bắc Minh giật mình, sư phụ. Địa hỏa các là nơi luyện đan, hai ông cháu Dư Thiên Trung, Dư Lãng lại biến mất ở đây. Chưa biết chừng sư phụ đã.
Lúc này, mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe. Anh bước thẳng tới cổng lớn của địa hỏa các. Một luồng sức mạnh thuộc tính hỏa nóng hổi phả vào mặt, hai ông lão canh giữ ở cửa của địa hỏa các đứng dậy, dừng lại, đây là trọng địa địa hỏa các. Người không phận sự cấm vào. Diệp Bắc Minh móc lệnh bài mà Vương Thần Cương cho mình ra, vật này đã đủ chưa? Hai ông lão sững sờ, sao lệnh bài của viện trưởng Vương lại trong tay cậu? Cậu chính là Diệp Bắc Minh mở được thiên môn ư? Hai người nhận ra Diệp Bắc Minh. Là tôi đây, có thể cho tôi vào được chưa? Diệp Bắc Minh hỏi. Hai ông lão liếc nhìn nhau, ông lão râu dê cười gằn, không được. Ông Dư đã dặn rồi, trong vòng 3 ngày tới, ông. Ta cần dùng địa hỏa các để luyện đan. Bất kỳ ai cũng không được vào địa hỏa các, dù có là tổng viện trưởng đích thân tới cũng không được. Dù sao bọn tôi cũng phải nể mặt ông Dư, nếu cậu muốn dùng địa hỏa các thì đợi mấy ngày nữa đi. Đợi mấy ngày nữa? Đợi mấy ngày nữa thì trăm vị sư phụ đều đã bị luyện hóa mất rồi. Diệp Bắc Minh bước một bước, vượt qua cửa địa hỏa các. Ông già râu dê quát khế, Diệp Bắc Minh, cậu vẫn định cưỡng chế xông vào hay sao? Một sóng khí mạnh mẽ ập tới, ngăn đường đi của Diệp Bắc Minh lại. Cút đi, Diệp Bắc Minh quát khẽ một tiếng, đấm một quyền. Tiếng rồng gầm vang lên, ông già râu dê bị đánh bay ra ngoài. Hự, ông ta phun ra một búng máu tươi, nằm rạp dưới đất chẳng khác gì một con chó chết. Diệp Bắc Minh, cậu điên à? Sao cậu dám đánh trưởng lão Hiệt, ông lão mập mạp còn lại kinh ngạc. Ông lão râu dê ôm ngực, cậu. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe, ai còn dám ngăn tôi một bước, tôi giết không thai. Một luồng sát khí ngập trời tuôn ra, ông già râu dê sợ điếng người, lạnh toát sống lưng. Trực giác mách bảo ông ta rằng, nếu ông ta còn dám ngăn cản Diệp Bắc Minh thì tên nhóc này sẽ giết ông ta thật. Hai người đành trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh đi vào trong. Địa hỏa các, đợi đến khi bóng dáng Diệp Bắc Minh biến mất khỏi tâm mắt. Đôi mắt của ông già mập mạp trở nên nặng nề, làm sao bây giờ? Ông Dư đã dặn dò nhất định không được để tên nhóc này vào trong địa hỏa các rồi. Ông già râu dê lau máu tươi ở khóe môi. Đôi mắt ông ta lóe lên sát áo cho ông Dư biết, đừng quên trong địa hỏa các vẫn còn rất nhiều cơ quan trận pháp. Tên nhóc này dám xông vào trong đó, nhất định sẽ chết chắc. Ông già mập mạp dùng mình, ông muốn cậu ta chết ư? Nhưng chúng ta chỉ hứa với ông Dư sẽ ngăn cậu ta lại chứ không hề nói sẽ giết cậu ta. Một giây sau, ông già mập mạp chợt hiểu ra, ông ta chỉ tay vào ông già râu dê các ông. Không được, người này là thiên tài đầu tiên mở được thiên môn của học viện viễn cổi. Cậu ta tuyệt đối không thể vẫn lạc ở đây được, tôi phải đi báo với tổng viện trưởng. Nói xong, ông ta chạy đi. Ông già mập mạp vừa mới chạy được mấy chục mét thì đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm đang sau lưng. Ngay khi quay đầu lại, phập, một cây trường thương màu đen đâm xuyên qua ngực ông tét. Ông già mập mạp cúi đầu nhìn ngực mình, nét mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, ông Chu. Ông, không ngờ bạn bè mấy trăm năm lại đánh lén ông ta sau lưng. Ông già râu dê cười gắn, ông Vạn, rất xin lỗi ông. Ông Dư cho tôi lợi lộc đủ để tôi đột phá lên cảnh giới đế tôn. Nếu như ông ngoan ngoãn ở lại đây chờ tới khi mọi chuyện thành sự đã rồi thì tôi cũng không muốn giết ông làm gì. Tại sao ông lại đòi đi báo tin cho Tổng viện trưởng chứ? Ông ta quay đầu nhìn địa hỏa các, nơi này sẽ là mồ chôn của Diệp Bắc Minh. Ông ta rung cổ tay, một làn xương máu nổ tung. Sau khi làm xong chuyện này, ông già râu dê quay trở lại cửa chính của địa hỏa các. Ông ta đặt tay lên phiến đá màu đỏ, một chiếc phù văn sáng lên. Cùng lúc này, ở nơi sâu nhất trong địa hỏa các. 100 bóng người ngồi khoanh chân trên một đàn tế trên cao, tay mỗi người đều bị cứa một nhát. Máu tươi chảy xuống đất, xuôi theo khe rãnh, hội tụ lại, tạo thành một hình vẽ màu đỏ. Ánh mắt Dư Thiên Trung bỏng cháy, ông ta chỉ vào một lãng nhi, cháu lại đó ngồi đi. Ông sẽ luyện hóa sức mạnh thần hồn của bọn họ. Dồn tất cả vào trong cơ thể của cháu. Sau đó dùng cỏ u minh phụ trợ, luyện hóa một viên luân hồi tái tạo đan. Dư Lãng kích động ngồi lên, nuốt nước bọt đánh ực một cái, ông ơi, luân hồi tái tạo đan thật sự có thể nâng cao thiên phú của cháu ạ. Hừ, nó là đan phương của thần giới. Dư Thiên Trung hừ khẽ một tiếng, bao nhiêu năm qua, nhà họ Dư đã tập hợp đủ tất cả dược liệu phụ trợ rồi. Nếu không phải cần có cỏ u minh tươi thì từ lúc lấy được.
trăm bộ thân thể luân hồi này là đã có thể luyện đan rồi. Một khi Lãng Nhi ăn luân hồi tái tạo đan, thiên phú của cháu sẽ còn mạnh hơn cả con cháu của các thiên thần. Sau này, cả nhà họ Dư chúng ta có vào được thần giới hay không là dựa cả vào một mình cháu đấy. Đôi mắt Dư Lãng càng thêm bỏng cháy, ông ơi, Lãng Nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ông. Dư Thiên Trung đang định khen ngợi Dư Lãng mấy câu, bỗng nhiên, phiến đá màu đỏ sau lưng chợt lóe lên, bóng ông lão râu dê hiện ra trước mặt, ông Dư, xảy ra chuyện rồi. Dư Thiên Trung nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Sao chỉ có một mình ông? Vạn trưởng lão đâu? Ồ, ông bị thương à? Ông lão râu dê gật đầu, Diệp Bắc Minh xông vào trong địa hỏa các rồi, vạn trưởng lão muốn đi báo tin cho tổng viện trưởng. Tôi đã giết ông ta rồi, hiện tại chỉ có mình tôi biết chuyện Diệp Bắc Minh đã vào trong địa hỏa các. Gì cơ? Ban đầu, Dư Thiên Trung giật mình nhưng rồi ông ta nhanh chóng tỉnh táo lại, được, tôi biết rồi. Trông coi cửa địa hỏa các cẩn thận, đợi tôi xong chuyện, nhất định tôi sẽ giúp ông đột phá lên cảnh giới đế tôn. Cảm ơn ông Dư, ông già râu dê mừng rỡ, hình ảnh biến mất. Ánh mắt Dư Lãng lóe lên sự sợ hãi, ông ơi, làm sao bây giờ? Tên sát thần kia tới rồi. Với thực lực của chúng ta, chắc chắn chúng ta không phải là đối thủ của anh ta. Hay là chúng ta trả sư phụ lại cho anh ta đi được không? Bốp! Dư Thiên Trung nhảy lên tế đàn. Tát vào mặt Dư Lãng, đồ ăn hại, cậu ta còn chưa tới mà cháu đã sợ rồi. Chẳng lẽ thằng danh này có ba đầu sáu tay hay sao? Sao cháu phải sợ đến vậy chứ? Nhưng mà anh ta thực sự giết người không chớp mắt đấy ạ, Dư Lãng bưng mặt. Cháu! Dư Thiên Trung bực mình vì đứa cháu kém cỏi không được. Như kỳ vọng, nếu không phải nhà họ Dư chúng ta không còn ai khác thì còn lâu mới tới lượt một đứa ăn hại như cháu được. Ăn viên luân hồi tái tạo đan này. Ông quản lý địa hỏa các này mấy trăm năm, mỗi cơ quan trong này ông đều thuộc nằm lòng. Chỉ cần ông khởi động những cơ quan đó thì chắc chắn tên oắt kia sẽ phải chết trên đường đi. Trời có sập cũng vẫn còn ông gánh cho cháu sợ gì? Nét mặt Dư Thiên Trung đầy hung hãn, ông ta bước tới trước một phiến đá màu đỏ khác. Ấn tay lên đó. Diệp Bắc Minh đang đi sâu vào trong địa hỏa các. Đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nói, nhóc con, cẩn thận. Có nguy hiểm. Diệp Bắc Minh cũng đã nhận ra vấn đề. Không khí vốn đã nóng bỏng lập tức trở nên như lò thiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.